Nghe lên ơi. Đội danh trên chưa? Đang Thì ăn đang chuẩn. đi. Team này nó hát lệch quá rồi. Hả? Cái team này nè, nó hơn hẳn luôn á. Đùi gà, một con gà. Chiều lờ với tôi đồng hành trong một cánh là khó có cửa ăn. Đùi gà, một con gà. Chiều lờ với tôi đồng hành trong một cánh là khó có cửa ăn. Đùi gà, một con gà. Nghe nó vang vang. Chiều lờ với Để chỉnh lại cái stream biết không? Để gửi ra cái link cho anh em xem. anh gửi qua Zalo lâu đi. Mở xem thử đi. Gửi rồi đó. Chưa vô trận mà có đeo view không? Không không đâu, trên trên nhau có 50. Trên nhau có 50 ray thôi hả? SH Cool tình buồn với Thành, còn Killer cô bé DVT với tao đồ hàng hả? Cái Được, được này cái team bên 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 nhìn như vậy, nhìn thế này thì có vẻ team của bên Tây yếu hơn đúng không, mà sao cái trên này đúng lại rồi, ít vậy hả? do thành với Lê Thành nó thấp quá. Ra của Thành thấp quá à? Lê Thành nó thấp quá, thấp quá. Hình như cái tiếng nó bị gì đó mà nè, Tiếng bị sao hả? nó cứ lặp lại hoài luôn á. Vô rồi nè. Cái khác nằm cánh đối đầu với băng chim. Băng chim bơi sình nè. Có CPU. Lên lên cái volume của em hình như hơi lè lên nghe, có tiếng tạp âm á. Băm đây, em đang nghe cái loa ngoài của cái máy tính nè. Để coi CPU nè. SH là cầm sale nằm cánh. Đối đầu với SH là person cô gái bắt chim. Đủ Còn... tị với tình buồn đều nằm mix đều đánh ngựa này, ngon nè. Killer thì Mongo nằm mix. Tây thì Malian. Killer nằm mid thì nó đánh rồi được rồi nha. Có khoảng 20 hơn 20 phút, 21 phút là nó lên 3 rồi đánh xuống rồi đó. Indian là tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng thì đối đầu với lại Thành Mayan. Nhưng mà Indian mà nằm cánh thì cũng nè. Indian nằm cánh cũng nè. Mayan thì không, mà nằm cánh tuyệt vời bên đấy. Bên đó có một tỷ nằm mid mà Malian mà ngựa nó là ăn ngựa tình buồn rồi đúng không? Là tình buồn là CP gì đây? Túc, túc. À đúng rồi. Không anh nội đâu, tất mà ra phun lực đảo không anh nội đâu. Nó nhưng mà chịu, nhưng nó mà chịu nhưng mà nâng cấp nó vương miệng vàng thì nâng công cấp công tiện lên lẫn ăn với lại công nó lên cộng 7 lần mà. Cộng 7 nhưng mà giáp nó thấp. Giáp nó chỉ không, nói chung là cũng 50-50 chứ không anh nội lần nào của tớ đâu anh ba này. Cái CV á, CV thì nhìn thấy CV của bên team Gò Vấp mà ngon hơn này. Nhưng mà cái vị trí của Indian nó nằm bên ngoài hơi hơi tiếc đúng không? Indian nếu Đúng vô rồi, nhưng mà Indian nếu vô drum thì ngon này. Tôi đầu hàng có cầm Indian có tận dụng được hay không mới quan trọng chứ. Tôi đầu hàng nhưng mà cầm Indian nhưng mà lại nằm cánh.
tôi đầu hàng mà để nằm mid mà không ai đụng vào thì đánh cũng ghê lắm á, chứ không đơn đơn giản đâu. Đúng rồi. Em nghĩ trận này thầm ẹp nó sẽ đánh kiếm. À, kiếm cung cũng được. Vì thành nó nằm cánh nó đánh kiếm tốt lắm. Thành được nên nó đánh tốt. Nói chung là hiện tại là chưa ai không ai debut đúng không? Không. Bây giờ hai đầu giữ nguyên team như vậy đánh mid luôn là không ai debut rồi. Ủa TK là hôm nay không đánh à? TK chủ lực. Chủ lực mà hôm nay không đánh à? Không đánh. Ủa hình như có một Quang Sbet bên ngoài đúng không Giang? Em nghe nè. Thằng Quang đang ở trong máy luôn hả? À Quang. Xong lên tiếng cho mọi người biết. Im lặng vậy có muốn chứ. Đang nghe mọi người phân tích. Ủa, ái chưa bạn? Sao? Đang stream chưa? Stream rồi chứ. Ý là giờ là họ nghe anh em mình nói rồi đúng không? Nghe hết rồi đó. Để tôi chỉnh cái giọng cho nó chắc giọng hay chứ. Chỉnh lại chắc giọng đi. Dạ thành giọng con gái luôn nha. Không, anh xịt cái nước mật ong vô đó nè, để vẫn trong trẻo hơn. À ông Giang vừa mua tôi cầm mật ong tôi tặng cho Lít. À ok. Đục nên tự nhiên đi đánh game mà có lít mặt hồng ngon quá. Vì không nuôi ông à? Không, quê thì ở miền núi nè, cho nên có ngày xưa à chỗ gì Sâm Ngọc Linh á hả? Chưa tới Sâm Ngọc Linh. Tôi đồ hàng nó lừa hưu lừa cừu rồi chứ cũng ngon lạnh ở thành lừa vô tới giữa nhà chính luôn con nai. À, đời một thì sẽ cao quấn không lại anh chim đâu nghe, thấy anh chim là lo chạy đi. Đúng rồi, đời một nó quấn không lại anh chim luôn. Ông thành là ông từng có cái chiêu đi qua quấn dân họ đang xây nhà. À, cho nên là khi mình làm á, ví dụ như mình làm dâu này, ví dụ tôi đồ hàng làm thế này hợp lý này, tức là bên này là hai con dân, bên này hai con dân, thì nếu anh chim nó chạy qua đánh thì mình đánh lại được. Chứ đứng một dân là đúng rồi. Kẹt là chết liền. Đúng rồi. Nhưng mà với lại thằng nó đang ý định đánh kiếm, anh thấy không? Nó lấy con chim cái vườn đó, đúng rồi, nó qua kiếm á, hoặc là qua kỳ giờ đó. À đúng rồi, thằng đánh kiếm đó vàng kìa, đi đầu vàng kìa. Đánh đập rớt luôn hay là đánh kiếm đây ra? Đánh kiếm. Trên 2 đánh kiếm. Nhưng mà tôi đầu hàng rào cái nhà 6 quá đi, đúng không? Cái BA này, nhìn cái BA, ba cái BA này. Ba BA đúng là đáng tiếc luôn á. Đúng không? Đúng rồi. Nó lên xéo xéo ngay chỗ cánh rừng là đẹp. Đúng rồi, đây kéo qua đây và tí nữa mình sai bên ngoài này hai cái BA. Như vậy cái map của tao đồ hàng nếu mà biết rào thì nó rất là dễ rào nghe. Bên này mình kéo một đường này. Bên này mình kéo một đường. Chỗ máy này thì kéo một đường. Ở đây mình đặt hai cái BA. Cái BB cho lắng ra ngoài tí, còn hai cái BA ở đây. Còn chỗ này rất là dễ rào. Anh để chia sẻ cái link, copy cái link Discord để cho 49 Green Hunter World chém gió chung cho vui. À em chia sẻ em được mà. À ok. Ừ. Rồi, như vậy killer là chạy qua thằng Deal rồi. Như vậy trận này tôi đầu hàng dễ toan với lại thành lắm nghe. Tôi đầu hàng sai cái nhà BA này, sai cái nhà BA rất là khó di chuyển quân này, đúng không? Thằng Thành ra ba con Drush rồi kìa. Rồi bắt đầu đi di chuyển rồi kìa. Thành up chưa? Thành đang up như vậy, Thành đánh kiếm cung. Thành đánh kiếm cung mực như vậy cánh này thì chắc là tao đầu hàng hơi vất vả đấy. Còn ở đây mid hàng hot rồi. Mid là T. Là tỷ chứ. Tỷ thì cũng 6 up 2 rồi. Tỷ up bóp máy đây. Bóp 23 hả? À, khả năng cao là đi một em dân rồi. Được hai ông vòng lại làm gì đó. Quíu ấy hiểu không? Ừ, nó thành kiếm khó chịu. Thành đánh kiếm mày tao mình nằm gần nó mà nó đánh mình cũng đuối nữa, huống gì tôi đồ hàng thì xử lý. Ôi chết. Rồi. Tôi hàng mà nó dở thiệt dở trời. Nhốt lại luôn, đó gặp gặp chấm một phát là dính luôn mấy ngựa trong đó rồi.
À, lên đường rồi. Cái thời gian gì đâu mà thời gian là gian với mày. Ủa có mình rồi đó. Từ đâu em giải nghệ, từ khi em hết giải em giải nghệ luôn rồi. Có tỷ chim bé qua cứu rồi nè. Nhưng mà hai con chém này là gặp sự cao nó không lượm đâu liền. Nó rồi. Gắn đây là GV ăn 100. À, anh Green chào mọi người đi chứ. À ok. À, Green chào mọi người nghe. À. Nhưng mà bây giờ hôm nay anh em team mình cũng là stream cho group xem và có streamer Green nữa. Như vậy hiện tại là có mấy stream đang biết. Máy là Đà Nẵng là mấy? Đà Nẵng là 5 người đúng không? Thêm Green nữa là 6, hiện tại là 6 anh em. Để ủng hộ cho trận đấu tranh hùng. À. Ủa, lão già côn đem ngựa qua này gớm không? Như vậy là dọn xong 4 ba chém của thằng ba chém một tròn. À. Còn bên cánh này thì sao? Map tao đồ hàng đẹp ri mà không DR. Cái map tao đồ hàng đẹp mà. Đẹp ri là gặp em DR và phát cái show là coi như là thành ít chỉ ngồi khóc thôi. Ghê chưa. Tại vì anh em cũng phải thông cảm là đang xem bên bờ space đi rồi xem YouTube. Đủ quá toàn gà lấy nữa kìa, tiếng Đà Nẵng đủ người luôn rồi kìa. Có toàn đó à. Hey. Sao? Đang đang map thằng điên cũng đẹp. Đang stream, đang đẹp luôn. Đang stream. Map thằng điên là quá đẹp luôn á. Bồn tới bốn cũng. Đang ở trên YouTube à? Đang stream. Map thằng điên à? Map thằng điên là bồn bốn cũng được. Map nó kiểu là sale nằm cánh, nói chung là sale nằm cánh là nó thuận lợi hơn nằm mic nha. Mình cầm sale mình thích nằm cánh hơn. Nó dễ đánh. Sale nằm cánh nó dễ đánh hơn. Mình cứ map cung rồi sau đó mình lên sale nó giống cái tính của nó giống như slap rồi đó. Một lỗ tao đồng luôn ở bên nhà thành đẹp. À còn cái đó à. Này là khá toan này. Cái này là chắc là toan này. Băng chim đánh ngựa ta đánh ngựa bị bắt đầu cung. Chiều sao nổi bắt đầu cung rồi, anh tỷ giấy gì phá đầu cung này. Rất là thốn. Thơm ghê. Tỷ đây là hiện tại là sau cái trận trước là mình đổi tên tỷ là thành tỷ chim cho rừng rồi nha anh em, chứ không phải là tỷ chim bé nữa nha. Rồi như vậy hiện tại là cánh bên này đang tôi đầu hàng với tỷ đang thắng thế. Chính xác. Còn cánh bên này thì cũng pha vừa rồi cũng chưa chết được nhiều cung, vẫn còn 5 cung kìa. Bắt luôn cung. Bắt. Tỷ một sự cover là chưa có sự hợp lý lắm. Đúng ra hai là bên trên nó gấp công luôn. Đúng ra là nếu tỷ nó xem á, nó kích vòng cung nó xem thì cung của thành chưa nâng cấp gì hết. Chính xác. Cho nên là khi đó tỷ A5 scout nó vô bắt luôn 5 cung này, 6 cung này vừa đẹp luôn á. Bên kia thì Bastion đang chặt cung rất là khí thế của cậu bé bắn chim. Ngựa của Bastion thì nó chặt cung rất là ghê. Chặt cung rất là nhanh. Bonus, có bonus. Chim ngựa luôn. Ấy khác thì mắc độc cung rồi. Ấy khác còn 6 cung ở nhà. Mắc độc cung nó khá là tiếc. Như vậy Bastion cũng đánh ngựa luôn à? Bastion đánh ngựa luôn. Bastion đánh ngựa. Đánh ngựa cắm trụ thủ. Ok. Mà team như thế này mà bên DPT nó dẫn điểm à? DPT đang dẫn điểm, hai cánh đang đánh tốt. À rồi. Em bị buồn. Tao đầu hàng. Chết. Đeo nhà cho địch vô. Hiện tại là nó dụ đó chứ, vô rồi chết chứ được cái gì đâu. Lên, ghép lên. Cái này là phải chạy thôi, chạy thôi. Đúng rồi, công việc phải chạy. Qua mic luôn. Cầm bóng mà. Qua là chết chắc. Qua là chết chắc. Này là phải công đít mà chạy. Nó cũng bắn. Đúp thờ. Thì kệ quá cho thằng ông DPT bộ ngựa. Để dòng cung ra chỗ đây là đường này, chơi đường này. Như cái chết thế đó. Đù ăn ông chơi. Rồi, dễ hết được ngựa. Dễ hết được ngựa. Cool quá. Hết được ngựa của anh cool rồi. Ngựa còn 5 con. Căn nói chung là căn lại rồi. Rồi, cung này có tầm lưỡi. Nâng cấp rồi. Cung của thành chưa nâng cấp chơi được. Thế là chơi được. Đúng rồi, chơi đi. Chơi đúng được, rồi, chơi được. Đi đồ nó đi mà biết cung mà chơi được á. Ờ. Chơi luôn chứ sợ gì không chơi. Chơi đi, chơi. Cung của thành là chưa nâng cấp gì hết luôn mà. Chưa nâng cấp, đang nâng cấp mới được 50% thôi. Một pha bắn đồ. Quá tiếc. Mà nó 4 cộng 1 rồi mà bên kia có 4 mà.
Đúng rồi, gặp nó là chơi là thắng chắc chứ. Tức là đánh đánh mình chú ý vào mấy cái điểm đó thì mình là sẽ lấy được cái lợi thế. Hiện tại đánh được mấy cái điểm. Như vậy là tình bùng đã up 3 xong. Ồ bây giờ con gà cá vô hồi nén sáng ngựa ghê lắm nè. Gà tình buồn mà up 3 xong là lập tức xây 2 TC. Không là nó sẽ ngựa. Xây TC. Đúng rồi, tình buồn mới xây trước cái nè. Xây cái TC luôn làm nè. Có một thanh niên nào stream nghe giọng hơi giật giật. Ờ, giọng của Toàn đấy. À, đó hình như là anh Toàn cũng lớn tuổi rồi đúng không? Anh Toàn mới bẻ tiếng. Trung niên, trung niên em, không phải thanh niên, trung niên. À vậy hả? À, Toàn là trung niên rồi. Trung niên mà nghe giọng giống như là trai mới lớn mà mới bị vỡ tiếng á. À giờ mới trưởng thành. Giang, giang, anh thì chưa lớn bằng Giang, gọi bằng anh đó. Ba ba nói không, người ra mà anh cô bé bán chiên sai cái trụng sao? Tỷ sáu luôn, đó phải phải sai phía trước. Đúng rồi, đúng ra là phải sai cho chỗ cái góc chỗ cái nhà làm vào này này hoặc là chỗ sát cái BB. Đúng rồi, sai nó kinh luôn. Sai cái trụ này thì khung nó tí nữa nó nâng tầm xa lên nó vẫn rỉa được 4-5 dân phía ngoài này nè. Đúng không? Nhưng mà đánh cả person lẫn đa tao đồ hàng bị ngộ vô nhà. Tao đồ hàng quên không quên hết để tao đồ hàng map rất đẹp. Map rất đẹp đúng không? Rất là hay. Nhưng mà bây giờ đội cung nó vô thì làm sao này? Để coi thử tí. Tỷ có khoảng 20 mấy con cung đang về. Tỷ chưa up. À tỷ up rồi. Tỷ up rồi. Ờ anh tỷ lại đi quần ngược lại nhanh cung kìa. Tỷ nó ô tỷ chém mới dân cung rồi. Tỷ chém cũng được mới dân cung một chú. Đúng rồi, một. Ba dân là ít. Mới xong một tỷ. Ba dân là chắc chắn rồi đó. Hai. Rồi con dâm nữ, con dâm nữ như chết rồi. Đủ không chết. Không chết. Hai dân uổng quá. Ra luôn bảy dao là chém mới nè thầy. Bây giờ mấy ngựa, mấy scout này thấy thôi. Chứ bây giờ xong vào chém dân chứ đừng có xong vào chém mấy ngựa này làm gì. Như vậy tao đồ hàng cung cũng rất là nhiều nghe. Rất là nhiều. Nhiều hơn cung, nhiều hơn thành mà. Nhiều hơn cung, nhiều hơn thành luôn. Bắt luôn. Được theo bắt luôn. Dí SC làm gì? Đủ cái giai đoạn bây giờ là cung quan trọng SC nhiều. Dí cung là... Ừ đúng rồi, phải dí cung. Dí cung thay mà chém. Bên kia thì thần điều SH một lượng cung cũng khá là đông. Tao đồ hàng up 3 gần xong rồi. Như vậy tao đồ hàng đánh trận này khá tốt ấy. Nhưng mà rào map thì không đẹp. Nhưng mà số lượng cung và thời gian up 3 thì rất là ok. Map này chỉ cần rào sơ cái là full war là coi như là bơm mệt luôn. Đánh in đi anh. Ủa nhà của à nhà của cô bé còn có lũng cái lỗ phía sau. Nhưng mà ngựa nó đập cái lỗ này nó chạy vào. À hình như anh em đang bao lại thì phải. Ăn bao rồi. Ủa thế hai ông đều đến ngựa vậy? Hai ông mà đến ngựa như vậy. Nếu cả hai người đều đến ngựa thì rất là dễ cho thằng Điêu. Vì thằng Điêu chỉ ra chọc tạc thôi. Sale chọc tạc và thắng rồi. Rất là lợi thế cho sale rồi. Chọc tạc như vậy ra nhiều cung đi chọc đâu ra. Lấy bóng thì Mongol đẩu qua quấn Mongol liền. Nhưng mà Killer quan trọng là Killer có đẩu qua đánh Mongol hay không chứ. Ông tao đầu hàng ông đi với mấy cung lẻ tẻ qua dần thành bán hết trời uống trời. Chắc là có lẽ cấm. À đúng rồi. Lên ba này. Đội cung lớn đâu rồi? Đội cung lớn chạy đâu đây? Sao nó đi lang thang vậy lang tây tỷ cũng năm thằng cung đi qua nhà họ làm gì trời. Tỷ cũng dẫn năm con ngựa này đi đâu đây? Chắc có lẽ là tìm đội cung của thành. Mà đội cung của thành đã về rồi. Về rồi. Như vậy tao đồ hàng đang bị bít dân. Bốp của tao đồ hàng là 65. Còn bốp của thành là bao nhiêu? Thành là 62. Cái đội cung 3 này mà đi nha. Kéo qua mình đi luôn chứ. Đi cầm bằng vào kéo lên luôn là ép luôn thành công rồi. Đúng rồi đấy. Ý cái đội cung lên sớm hơn không đèn người ta. Ờ lên sớm hơn nhiều đấy. Như vậy tao đồ hàng đang sale mới được có 50. Mà thành game này cũng lỗi này, bây giờ mới nâng cấp thành gỗ 2 nè. Mấy con cung lại tải đứng này đúng không? Mấy con lại tải đứng như thế này là chết hết. Cũng phí quá. Hit kill. Trời luôn, bên kia một phần con cua rất là. Chứ lông nó lại patron chỗ này thôi, đứng đó bán đi. Ờ
xong vô thành đi dở như lên ba rồi. Đứng chặn cộng lại. Bơ bơ thì bắn cộng luôn. Đông đông hơn bắn bắn đi. Rồi bắn cộng luôn. Vô trong là toàn thành luôn á chứ. Vô trong là toàn thành luôn á. Thành up 3 gần xong rồi, còn xíu nữa xong. Malian bây giờ chỉ cần mà lên thêm một giáp nữa là hơi mệt luôn. Tôi đầu hàng có U này kìa. Đang đang U này kìa. Tôi đầu hàng sao đi ra ta? Ủa sao đi ra hả ta? Nói chung mình có cầm person hay là mình cầm răng mình làm cánh thì mình cũng vẫn từ từ, mình đánh công từ từ đi. Chứ đừng có tiếc mấy CPU mà đánh ngựa đôi khi nó sẽ thất thế. Đúng không? Đánh ngựa không được, đúng rồi. Thì kiện killer ở giữa phải đánh tốt. Nhưng mà killer thì Mongo thì vẫn đánh ngựa được ok mà. Nói chung mình ép công thôi, mình vẫn ép công được bình thường. Mình ép lấy thế thôi, để mình lên 4 mình có thể đổi cách đánh. Như vậy sau đầu hàng là quyết định công ca nhà thành luôn. Ghê đó. Còn cánh này thì thằng Liêu với lại tình buồn đang chạy qua nhà thằng Liêu. Không chạy hai cái tay xe đi làm đúng cho không có đồ đâu quân cả tiêu. Một sai cái BO với lại cái BO với một cái tay xe. À cái BO cái tay xe. À. Giờ lấy gì nâng cấp yes. Được lên được cho quân với lại hết cái đồ công rồi. Như vậy person là bây giờ quyết định đánh cái gì đây? Person nên nếu như thế này phải đánh mát ngựa thôi, ngựa trà cung còn để kilo đánh lật đà. Này là cũng hơi toan đó. Không, ngựa ông tỷ đi vô thấy sao không trời. Combo cái đó mình đang có nhà chính mà sao đánh gì vậy? Mình đang thắng mà mình combo vô cái đó là dở đó. Mình đi tới đi bẫy gỗ mình đánh rồi kìa. Rồi thì đợi Raka lên luôn, muốn từ từ lên. Ngựa Tây thì là hai giáp một công, ngựa Cool cũng hai giáp một công. Thành chắc cũng đang U rồi. Nhưng mà Thành bây giờ chỉ còn một tại cái nhà BA ở đây. Tại mà để nó free nó ép ngựa đi mà là ta ép ốc lắm rồi. Ờ tại cool tại test ngựa lẻ này. Chạy lung tung. Gà killer dễ toan lắm nè. Không ra tạc, không ra chi hết. Toan thiệt rồi chứ. Toan rồi chứ. Nhưng mà cô bái bán chim đang dồn ngựa đây. Nói chung là hai bạn này phối hợp nó chưa được ok lắm. Rồi bây giờ đội ngựa này chạy qua cha được không? Còn lật đà là cha lại lật đà. Là xong. Phải đợi. Đợi. Ít quá, không ăn thua. Nhưng mà ngựa của cô bé mới một giáp thôi. Ngựa một giáp này gặp cung mà có chính xác rồi nó bắn mệt lắm. Không, nhưng mà đợi một chút. Rồi. Chuẩn bị. Ốp lên được rồi kìa. Giờ là ốp được rồi đó. Cô bé đang lên giáp 2. Đang lên giáp 2. Lên giáp 2 là chờ ok luôn. Đúng rồi, rượt chạy rồi bên đó lật đài chắc chắn là bỏ chạy thôi chứ giờ vô combo này là chắc chắn là phải thua. Như vậy cánh này thì tao đồ hàng ram luôn. Được, cho mấy đùng mà ram để ram đi lăng thang đó. Đang lợi thế mà. Nó đi đục cái A trước, đục cái nhà A trước. Ngựa của Tây với của Cool cũng khá rất là đông đó nghe. Bên kia thì đang combo giữa cô bé bắn chim. Như vậy là game này là cả hai chủ lực là tình buồn lẫn tỷ là đều được free đúng không? Mà view của tình buồn là 99, còn view của tỷ là 100. Thấy chưa? Ngang ngửa. Rất là ghê đấy. Combo giữa tình buồn và thần điêu đã chiến thắng. Trả luôn này kìa, trả luôn TC được kìa. Trả luôn ba nhà kia, ba nhà thằng luôn. Rồi hay quá, nhưng mà cái pha này là thành rất là mệt đây. Mít công, chắc chắn là phải khá thốn. Mít công thôi. Mỗi là không có ram đâu, mít mỗi lại. Cái ram này nó sẽ hút đam lắm. Còn có đồ hàng thì phải đẩy tung ra, đẩy ram vô. Bắn cung thôi, mít cung thôi. Trời ơi, con người xịt hết hết rồi. Ngựa tỷ đó hết trơn rồi. Tỷ ơi, alo, tỷ ơi. Anh em gọi tỷ đi.
Trời ơi. À, nói chung là cả tôi, đầu hàng, lẫn Tây đều cho lính nó tự do nó đánh thôi chứ không có biết. Mình hay để ý là thấy cái tệ là hay ít bên lên lắm nghe. À, nói chung để pha đó là cái pha đó anh tị đó nhé, phải kéo ngựa xích lên chút nữa cho ram nó đẩy chiếm cái đường của ram đẩy. Đẩy thì lấy đây chiếm. Luôn. Như vậy là luôn đó. Đồ hàng nó mít cung tốt hơn thành nhiều luôn kìa. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc nãy á, cái lúc mà khi mà tấn công á là phải mít, lúc đó phải mít. À, bây giờ chết hết cung rồi nè, ngựa bắt luôn rồi. Nè. Rồi, cái cung rồi. Bắt được cung. Không tiệm còn ngựa ở đây mà ông vô nè. Bắt được cung phí quá. Không tiệm còn ngựa, ông đứng im nè. Đúng rồi, ngựa. Anh em hãy gọi tệ đi, gọi tệ đi. Gọi gì nữa, này delay 5 phút luôn mà gọi. Thắng trụ đâu rồi, vô phút trụ của tỷ đi. À, cung của thằng Điêu chạy qua bên nhà Tây. Tức là do Tây lúc nãy hiện tại là do bị đánh kia đánh nè, cho nên không chú ý. Hiện tại là cũng có các thành viên bây giờ bắt đầu đang lên 4 rồi nha. À, tỷ lên 4, cô bé lên 4. Đúng không? Ôi trời ơi, anh Thành Điêu chọc tạp rồi kìa. Tị cô bé tình buồn. Thấy chưa, đánh thế này là rất là lợi cho sale. Sale bây giờ nó lại chọc tạp là không có đường đỡ luôn. Đúng rồi, chính xác. Giờ anh chọc đục nè. Kỳ hết bên này luôn. Đục bay hết điểm. Như vậy, một cái game này Tuấn vẫn nên đánh cung, không nên đánh ngựa. Một bên kia là một pha combo lỗi nên dẫn tới bị đẩy ngược lại luôn. Quá lỗi lầm. Với lại là anh SH với lại anh tình buồn qua cái này nữa cho nên là tị mệt. Nói chung là thế trận là cũng 7-3 rồi đó. 7-3 rồi đó. Tại có khả năng là do trận đầu nên là chim chưa thức giấc. Cũng đúng phong độ chứ, cũng top. Ồ, anh tình buồn lên top 160 rồi kìa, tạm chưa? Tình buồn play biết mà, lúc nãy là bóp và view của tình buồn với lại Tây là ngang nhau. Nhưng mà sau một hồi là Tây bị thằng Điêu với tình buồn chạy qua đây. Hơi bị thông. Thì không biết sao nó ra nó bom một đống nhà ngựa phía trước nè. Đúng rồi, đánh ngựa mà. Đánh ngựa hoặc là lặn ta thôi. Giờ thả Scott là đủ thắng rồi, không cần thả gì nhiều đâu. Rồi cô bé bây giờ vẫn ra ngựa là sai rồi. Rồi, Tị thì bây giờ đang toan lắm luôn rồi. Bây giờ thằng cái nhát bấu rồi nè, em lại chầu cũng lại đục cũng lại vô luôn. Ui, lơ ra được 3 con mang bu đai rồi. Ui, đang lại chục bấu rồi nè. Rồi, trà luôn. Đó, cái này sao đỡ được, cái này không thể đỡ được luôn. Bây giờ có Paladin nhưng mà cũng đỡ không được nữa. Đã chịu nổi. Thiệt, lúc hai bên này đang thấy bên nào cũng thắng thế nhưng mà làm một cái là đổi ngược thế luôn, quá tiếc. Đúng rồi. Nói chung là chiến thuật sai, chiến thuật ở chỗ này đánh ngựa là sai, quá sai luôn. Đủ gà tình buồn dẫn xả hết ngựa qua nhà thằng Tị luôn à. Đúng rồi. Đường đi của ngựa nó qua tị luôn à. Bên giật full nữa kìa. Nhỏ cung với lại lập tà của tình buồn. Thấy hát lượng lượng bán chim chắc rồi đó. Như vậy thì hát lượng lượng bán chim khó cơ luôn. Hiện tại là nhà tị đang có bị ba người đánh lận. Cung của thằng Điêu này, ngựa của cung với lại ngựa của tình buồn nữa. Hết bán này thì tị vui lòng liên hệ ba thành viên bên kia. Tại sao bóp chim không chơi chim lớn? Bóp chim luôn á, bóp chim tị luôn á, thiệt. Anh đè thẳng vô nhà đập ác ghê. Ai à, có thành viên mới à. Bên cô bé thì cũng rất là hay cho được mấy con Scott, mấy con Canadi Ray dân của nhà Kun. Chỉ được mấy con đó thôi. À, cô bé đang Ray dân ở nhà của thằng Liêu nữa. Bây giờ mấy con rồi. Thành Điêu ram cuối rồi, đục mấy hồi. Chọt tiện, chọt full luôn rồi, thiếu công thôi. Chọt cuối rồi. Killer giờ đánh Mongo. Đồ ấy hát đánh cái trò vô rồi. Đóng cái trò trước nhà luôn rồi nè. Thô tài. Chịu rồi. Toàn à. Tôi đánh Mongo là chết rồi. Chúng ta giờ đánh Mongo là chết rồi.
đánh Mongo là phải xác định, nếu đánh Mongo phải xác định đánh từ đầu, chứ bây giờ mà đánh Mongo luôn thì đánh Mongo thì nó ra đánh không kịp, vì nhà của đồng đội nó là to mà. Xác định là đánh Mongo là bèo lắm, là có 3 cái castle thì anh mới đánh được. 4 cái castle kìa, 3 cái castle vì Mongo nó ra cũng không có nhanh. Ví dụ như đó, ít nhất là phải 3 cái thì mới được. Sale thì nó ra là nhanh. Với kinh tế của Killer bây giờ đánh Mongo cũng không nổi, cỡ nào cũng không nổi hết trơn. Đúng rồi, Killer bây giờ là hết sức rồi, đánh gì nổi. Killer bây giờ chưa lên đời mà tiền thì cũng không có nữa. Tại vì sao? Mình nghĩ là cái trận này á, là thua cũng đúng. Tại vì tại là chim đúng không? Tại chim bé. Mà hiện tại mà còn cô bé thì bán chim nữa. Rồi còn vô còn con Killer nữa. Đủ bộ luôn. Còn vô còn tôi đầu hàng nữa anh em. Đủ bộ tứ luôn. Đúng rồi, bộ tứ này chim bé rồi bán chim rồi đầu hàng rồi thôi. Đã có tên tôi đầu hàng là coi như không thể thắng luôn đó. Chứ sau rồi còn có phải đổi người. Có nghĩa là tệ chim bé trong được cô bé kia thì lấy cái chim bé đó bán đi rồi xong bắt đầu tôi đầu hàng. Đó. À, cái tên cho láng từ đẹp trai hoặc là láng từ tài năng về mới được. Tài hoa. À, láng từ tài hoa đó. Cái tên nó lên tất cả. Game này thua rồi. Thua rồi. Này là GG thôi chứ. Chắc là nữa. Chắc có lẽ đã out rồi, bên ngoài out rồi. Chưa. Thấy tình buồn đánh tim đánh tẩm à. Tình buồn cả chín nha. Tình buồn với lại Tây mà vô mic mà không bị ai phá là vẫn đùa ghê lắm. Ghê chứ. Bóp lên rất là nhanh. Tây với tình buồn lúc nãy là rất là căng nghe. Một bên là 100 view, một bên là 199 view. Bóp thì cũng ngang nhau đấy. Nhưng mà Tây bị thọc một tí. Bây giờ như vậy là được rồi. Còn gì nữa mà vẫn cứ cố đánh. Nói chung mà cánh của Tây với lại Tây với lại tao đồ hàng thì đãi ok rồi đó. Nhưng mà cái bên cánh của do bé... bị thọc bên kia, do bên kia thọc cho nên là thua thôi chứ. Cô bé với Killer thì sai chiến thuật cho nên là bị lắng lại thua. Cuối cùng là quân nó kéo hết qua nhà Tây nữa. Mà lúc sau thôi, cái đó cũng chỉ là lấn lúc sau thôi. Chứ lúc đầu là combo nó cũng quá lỗi lầm. Nếu mà thí dụ chỉ trong trường hợp là bên kia không công á, thì bên này cũng có khả năng là thua. Tại combo này, bên combo vô nhà Thành quá lỗi. Bên SH còn đi xây chợ mới chơi chắc lắm nè. Điểm bây giờ đã lệch nhau mấy điểm rồi? Bao nhiêu rồi? 2.000 điểm rồi. 2.000 điểm thì coi như là tôi đếm mà 2.000 điểm mà thua rồi. Nó không được nữa, hết EQ. Killer thì chưa thể lên đời luôn. À đang ấp bóng gần xong. Chào Messi nha, sao lại cười em? Con gà tình buồn giờ còn đi rách chợ nữa kìa. Xác định là 1-0 nghiêng về team SH. Ông nào vậy? Ông nào đang bình luận vậy? À, 49 người anh, 49 Green Hunter. Alo. Ai kêu Hunter đó? Thôi. Đây rồi. Đây là game khác đi. Nghĩa là chuẩn bị xong cái này thì chắc có lẽ là TK với là Lãng Tử sẽ đi vô thay thế hai thành viên để đánh game 2. Có TK không? Lát nữa kêu anh Tị với anh Killer là dùng mấy cái nick mà Đông Giang siêu cấp với bạn gái Đông Giang á, đồ gì á, đánh thì nó mới đổi cái phong thủy được. Đâu có TK với gái đâu. Bạn gái Đông Giang là Khánh Vũ đúng không? Gái Đông Giang là Khánh Vũ. Không, bạn gái Đông Giang là thằng Killer. Khánh Vũ là bùa nhí. À bùa nhí à. Mà sẵn tiện đây hỏi cho anh Đông Giang làm sao mà tại sao mà có nhiều người mà kết anh dữ vậy? Hả? Hâm mộ chứ, sao lại ghét? Kết. Kết. À kết.
ấy là fan đấy, fan đó. Đúng rồi. Cái đó do anh ở thôi em, chứ anh đâu có làm gì đâu. Bây giờ là anh đang ở sao mà được nhiều người thích quá ha. Đúng nói chung rồi. Là cũng chẳng có gì đâu, chỉ được cái chim to thôi. ý mày nói là em ghét thằng Tỷ à? Không, cái này có vẻ nha, 3-1, có ghét hay không thì mình ra game mình hỏi được. Đúng rồi. Vẫn chưa chùi ao. Thì lại còn ra góc 3 giờ okay. Làm lại sự nghiệp RG rồi anh em ơi. Cứ lầy lầy một chút xíu cho bên, okay. Bên bạn mệt gì đã. À, cho bên kia mỗi tay đúng không? 1-0. Nói chung là để cho team bạn không có hưng phấn quá à. Không, để nó lây danh nó còn hưng phấn hơn nữa anh. Hả? Để cho nó lây danh nó còn hưng phấn hơn nữa. Tình buồn là kinh thế là coi như là dẫn đầu. Hiện tại là không thấy thành viên TK với là Lãng Tử luôn nha. TK bận rồi. Còn Lãng Tử thì không biết có về kịp không thôi, chứ TK thì bận mà. Càng lắm, cầu thủ ai đó hỗ trợ cho team được đi. Mình lũi lên à? Anh lũi lên trên đây nãy giờ mà. Thôi thì em lại em hỗ trợ cho. Lên hỗ trợ hả? Yes. Rồi. Ủa mình cập nhật là cái mình hồi chiều cái game mà anh với em đối đầu với Hồng Quang với Tình Buồn sao mới vô anh quánh Hồng Quang tà la rồi mà sao em để gì mà cùng em biết hơn cùng Quang hả? Bị bác, anh để cùng em bị bác hết chứ là ngựa anh đứng không? Bên cạnh cùng em mà mình em chơi ha mà còn con ngựa anh thì đứng trên đầu nhìn xuống để đồng đội chạy. Cái đó là tao không tin rồi đó, gió cái nó chắc bị la làng, chắc phải là ở Sài Gòn còn nghe nữa. Anh coi rác là anh thoáng thôi chứ anh cần gì nói chứ. Hỏi hôm qua không phải mới vô anh lấy người anh chém mới mới rồi phải không Quang? Đúng đó nè, hôm nay rồi em đã bán cho thằng Quang chết rồi mà. Thì anh nghĩ là thằng Quang yếu lắm rồi vì anh quấn cung anh cũng chết từ dân combo, không chứ. Anh đi combo dở quá này. Thôi anh em tập trung vô cái trận đấu. Chơi mình tập trung vô đi. À, hình như là Bemiu bây giờ là lên thay cho ai đây hả? Bemiu thay cho đồ bổ sung rồi thằng Bemiu nó này chết nữa. Bemiu thay cho Thành. Bemiu mà thay Thành thôi chết luôn á. Ừ, để coi thử á. À, không có cửa đánh luôn đó. Lại 130 ray là như vậy là đeo một view. Đeo 3 view cũng thua nữa chứ nó đeo một view thằng Bemiu nó quánh như trâu. Ừ, đúng rồi, Bemiu đánh hay lắm. À. Bên kia giỏi lắm chỉ có DVT là quánh ngang Bemiu thôi. Nằm mic thì DBT đã đánh hơn Bemiu chứ. À, nằm mic thì đánh này chứ mà nằm cánh thì đánh thua này á. DBT là hay bị ấy lắm nha, bị tâm lý. Chim bé là tâm lý. Một không cái tin giả vỡ. Hả hả, cái gì? Minh Lũi nó cầm em một không cái tin giả vỡ. Anh Lãng Tử về chưa ta? Nhưng mà team Gò Vấp bây giờ là chỉ còn có 4 cầu thủ và 4 cầu thủ chắc là chiến đấu cả 3 trận luôn đấy. Không còn gì, không còn gì để mất. Nên là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng luôn. À. Ủa, như vậy à? Rồi, tôi đồ hàng ao rồi. Tôi đồ hàng bị rớt mạng hả? Cái này là quyết tự cho chủ luôn, không còn gì để mất là chơi bới nóc luôn đó. Có Mercy đang xem. Team Đà Nẵng mà mỗi khi đồng đội bạn đánh là coi như team Đà Nẵng đầy đủ luôn. Soi dễ sợ, nhưng mà bây giờ giải được kết thúc rồi team Đà Nẵng vẫn soi. Team Đà Nẵng là nếu mà giải sau là mình đổi tên đi, mình đổi là team giám đốc. Thì cái team rảnh nhất. Tìm giám đốc hay tìm chủ tịch gì đó không được. Có anh chủ tịch kia với em kia lên đi không ạ. À, NM18 là cứ cầu rủ qua chơi DM á nè. Chơi bên đó ít người quá buồn. Bên đó là Lê Hoài cũng có vài người, anh thấy cái dạy bên đó. Có mấy người đánh với nhau hoài à. À. Ừ, chưa đông.
Tôi đồ hàng chứ lắm lại bị rớt mạng. Bị yes. Bị ai chèn rồi. Múc múc xong núp cũng cũng vô sợ bét nè. Xong núp này không biết là ai mà quan tâm Ở tay này rảnh lắm nha. Ai? Múc xong núp rồi nè. À. Múc xong núp. Ấy đúng cả ngày luôn. À múc xong núp à, cả ngày cả đêm. Múc xong núp mình đang rủ mình đánh Nomad. Nhưng mà em nghĩ chắc không phải GT đâu tại vì không phải. Thường đánh tới 11 giờ thôi. Trong phim người ta mặc cái đồ như vậy. Mà đâu rồi? Múc đánh team 2 nhưng mà solo. Múc đánh team 2 hơn Superman nhưng mà solo thì bữa trước thua 1-0 đúng không? Solo thằng Superman nó đánh ghê quá. Nhưng mà Superman solo nó kinh nghiệm hơn. Thằng Múc quấn là nó chỉ sợ thằng Linh thôi. Bắn máu à? À mà sao mỗi lần Linh mà em gặp thằng Múc là giống như là giống như anh gặp Vĩnh Phong sao lại em gặp Múc lại như vậy á Linh nghe. Không phải đâu, tại vì em biết sao. Nó thấy nó nằm gần em là nó qua nó cúp hay cúp cù với làm. Thì đó. Thì giống như là mình hót vía hắn rồi. Không phải em bị khớp mà có nghĩa là đợt trước em cắm trụ nó chết nó sợ. Nhưng mà bây giờ mỗi lần là nó nằm gần em là nó qua nó mở hèo bọn cười. Đi sớm lắm. À, vậy là phát hiện rồi. Hình như là lên do nói chuyện bằng điện thoại nên là nó không có được rõ. Hả? Lên đang nói chuyện qua điện thoại nó nghe rất là nhỏ. Đúng rồi, lên dùng điện thoại mà. Người thì to sắc đùng đùng đó mà cái giọng thì hơi nhỏ. Sao em nói qua điện thoại đó, không biết là nó bình thường bên xã vừa đây em nói lớn lắm á. À, nghe bình thường. Không, do cái giọng em dở thôi. Gắn nó không có được tâm. Ban tặng gắn tai phone mà. Ban. Hả? Tớ tặng luôn cho nó chai mật ong đi. Hiện tại là anh em ở đây đông lắm. Có ai mà lỡ lời nói một câu gì đó thì rút lại đi chứ không là đông lắm đó anh. 49 người nha anh Ban. 49 lít là không có ong đâu lấy mật ha. Ông đó, cái đó là anh tận dụng giây phút quảng cáo thôi. Hồi nãy nghe tặng mà ta. Đúng không anh? Đâu, ấy là cái đầu tiên là mình tặng phải không? Còn bây giờ thấy mà sản phẩm nó tốt thì bây giờ mình chuyển qua mình bán. nhưng mà chốt lại là cái đầu là tặng rồi đúng không? anh cứ nói đi, xong cái đoạn này tất cả anh em mà xem lại stream là thế nào đè anh một quánh banh chành cho coi. Em bảo đảm luôn. Vậy là mà nếu mà hôm nay là team gọi bắt thua là SH với BS là đánh chung kết đúng không ta? Ấy sáng là chắc chắn vị thứ nhì rồi đó. Không. Là hoàng nó nhất rồi. Đúng rồi. Chưa chắc còn ấy sáng đánh với PS là còn trận cuối cùng rồi đúng không? Đúng rồi. Làng hoàng lá giác nó nhất luôn á, với cái tình hình này. Ấy thác là nó rất là thuận tiện được, là team nó đều tay, nói chung là ai cũng đánh ổn định. Không mà mình góp ý một chút này nha. À, hiện tại nếu mà có giải được sau anh em ban tổ chức không nên đánh theo cái rule này nữa. Tại vì mình thấy không là hợp lý, không nên xét luôn. Ra dựa vào cái điểm để xét ra một cái giải nhất nhì thì nó sẽ không hay. Nên dựa vào một cái trận đấu giống như là một trận đá banh vậy đó. Ừ, thắng được một điểm, thua là không điểm, hoặc thắng hai điểm, thua một điểm, rồi bắt đầu mình xét vòng loại, bắt đầu vô đấu với nhau vòng loại trực tiếp hoặc như thế nào đó. Thì anh em sẽ có những trận game rất là gay cấn. Cái rù ngay từ lúc đầu đó cũng đúng. Đó không có chuyện luôn. Nên Đà Nẵng bị thất thế trước SH đó. Nói chung mà anh em thì nói chung cũng tâm huyết và muốn tổ chức một cái giải đấu cho anh em chơi, mà lần đầu tiên thì chắc chắn đường nào nó cũng có sai sót thôi. Thông cảm, lần sau tổ chức thì chắc nó ổn hơn, luật đưa ra nó chặt chẽ hơn. Vui mà TK mới online kìa. TK lên là hy vọng đánh trận sau thay đổi được cục diện. À, map tiếp theo là map Acropolis, có khả năng là 2-1 rồi. Như vậy là người debut chính là Isaac Isaac debut.
SH nằm mid và cầm Sylveon top. Nằm cánh của SH là bên Mew, bên Mew cầm BZ. BZ. Đeo view như vậy mới là đúng, là đeo view nè, mới vô đeo nè. Đúng rồi. Nguyên lý đối đầu với bên Mew á là cô bé bánh chim đúng như như vậy. Cô bé bánh chim tiếp tục nằm cánh và lại tiếp tục cầm Persian nữa. Persian mà gặp bé Mew Byzantin là xác định xong cô bé rồi. Tô đồ hàng thì nằm mid và đánh và cầm China Trung Quốc. À, tô đồ hàng là cánh kia chứ. À, killer cánh kia là Atex. Nếu mà tôi đầu hàng đánh ngựa thì vẫn đánh được chứ đâu có gì đâu mà anh. Ta đánh ngựa bình thường mà. Hả? À, làm gì đâu mà thua. Thua sao hả? Ý là Quang nó nói là Bastion gặp Valentine gì đó. Ý là cái Sibon nó chỉ nghĩ là nó đánh khó chịu lắm. Người chơi mưu nó mạnh lắm rồi. Cái loa của ai hơi rè. Như vậy tỷ thì cầm Mongo và nằm cánh, đối đầu với tỷ sẽ là Malai Kun Tinh Buôn. Có khả năng là tỷ không biết chim này có lớn được hay không này. Tinh Buôn thì nằm mid và cầm Việt Nam Mi. Số như vậy Sylveon á thì Sylveon của bên team gò vấp nhìn ngon hơn rất nhiều. Atex cũng mạnh này, nhưng mà Atex cái map này thì nó không mạnh bằng cái map Arabia. Map này nó chặt chội quá. Atex kinh tế nó mạnh nhưng đúng mà rồi, nó khó bùm lắm, khó bùm lắm cái map này. Rồi. Khó bùm nhưng mà nếu mà bùm được mà xài team thì lại rất là khó chịu. Đúng rồi, hôm nay dân là khó chịu. Nhưng mà cái map này, đặc biệt cái map này mà đánh voi là eco không có nè. Em thấy mấy người đánh voi là không có eco luôn á. Bữa trước anh bị cô bé với lại tao đồ hàng là đánh voi đó, đánh voi coi những nhà anh bay luôn đó. Nhưng mà cô bé lên xong rồi là có nghĩa là không đủ tiền để ra thêm voi và lên voi thành nữa. Còn đó là do Minh nó cũng đi phá ở nhà cô bé khá nhiều. Như vậy thì là 4 thằng dân đầu tiên tách ra đi làm gỗ luôn. Không làm gỗ gần nhà mà làm gỗ xa nhà luôn. Nhưng mà làm thế này thì đôi khi Tây sẽ lên đánh cung thôi thì sẽ hơi bị thiếu gỗ đó. Mình cứ làm gần rồi đã rồi tí mình ra làm xa sau. Đúng rồi, làm 4 con đầu làm gần nhà cũng được. Đúng rồi, ở chỗ này nè, chỗ có bãi gỗ gần hai bãi dao nè. Mình có thể xa cái BZ ở giữa hai cái bãi gỗ này. Làm được. Được như vậy. Rồi, chết một dân không? Chết con ngựa luôn. Được. Như vậy con ngựa cầu con ngựa 3 máu. Chết nhân dân. Như vậy là cô bé bị mất một dân rồi. Nhưng mà tí nữa chắc có lẽ là số dân nó sẽ bằng nhau vì person nó ra dân nhanh. 20%. Cô bé cho thằng dân đi giết hay làm gì trời. Dưới là đánh chết ngựa. Cái đó là một hit nữa coi là chết ngựa liền. Chỉ cần một đám một thôi. Để bây giờ mình chết map thử map của ai đẹp nè. Bây giờ chết nhà bên Mew đi. Bên Mew BZ, bên vàng nằm đây. Chà. Có gỗ nằm bên đây. Chỗ côn chôm được 3 con cừu luôn. À, ngon lành. Chôm của Tây được, chôm của Tây được 3 con cừu. Ngon lành cành đào luôn. Cái team map của tôi đầu hàng là đẹp nhất. Má của tôi đồ hàng á. Má ai? Tôi đồ hàng hả? À. Vì nó nằm sát cái bản đồ là nó không phải rào một cánh rồi nè. Rồi phía sau lưng. Cái gỗ nó rất là xấu. Gỗ nó sức xấu lắm. Gỗ của tôi. Phía sau nó làm nên. Tôi đồ hàng thì tí nữa đặt. Là không có quan tâm tới việc rào. Map Avoco quan tâm tới gỗ nằm đau thôi. Đặt cái TC ở chỗ này. Map này gỗ rất là quan trọng. Cái TC đặt cái méo méo ở đây thì được nè. Nhưng mà tôi đồ hàng thì đặt cái TC chỗ bảy vàng thôi. Chứ còn có TC bên phía này thì nó hơi bị tù vì tải rụng không được. Bé Mew thì phía sau, map của bé Mew phía sau là gỗ rất là nhiều nè. Hoặc là làm bãi gỗ của thằng Điêu cũng được. Còn map của cô bé hả? Cô bé thì bãi vàng. Map cô bé này hơi xấu đó. Hơi xấu tại cái chỗ này là mình khó thủ được cái bãi vàng lắm nè. À. Có phải là đóng một cái trụ. Không là mình sai BA lắng ra bên ngoài luôn. Sai bên ngoài lắng ra bên ngoài đi xíu. Quân giờ là chắc kèo rồi đó, bây giờ là rào lại rồi đó. Cô bé là xấu nhất. Cô bé giống như một mình khiêu vũ giữa bầy sói. Nhưng mà
khoảng cách. Map gì mà nằm gần quân địch hơn là phe mình. Đúng rồi, với là map của cô bé là cái đoạn đường đi ra bãi gỗ cũng khá xa đó. Chắc là phải hai thằng mà nó bu nó qua nó quấn rồi kêu thằng tôi đầu hàng chịu không nổi. Như vậy tôi đầu hàng lại dẫn dân đi đâu đây hả? Dẫn dân ra phía trước làm gỗ à? Là giống như hôm trước rồi. Như vậy tao đầu hàng quyết định là dẫn ba dân. Anh dẫn ba dân đi đâu đây hả? Nó đi nhưng mà nó đi kiểu công cô. Nó đi anh đi làm gỗ, anh đi làm gỗ. Như vậy để coi trời ơi. Sao trong cái góc dưới bản đồ có một bãi vàng lớn và một cái bãi gỗ là không dò dưới đó ta? Đúng rồi. Tao đầu hàng như vậy. Nó làm giống như là đất của nó luôn rồi. Tao đầu hàng lại là giữa chợ nó làm luôn rồi. Đây mắc cái sai lầm của đợt trước rồi. Bán chim cũng là làm giữa đường luôn rồi nè. À, cô bé đây là do là không có cái đồ map nè. Đúng rồi, cái map của rừng của cô bé này, bên đây cái thắng tải này cũng có một rừng rất là đẹp. Một chợ đồ rất là ok luôn. Gà caramel bị ấy. Gà caramel. Bích gà caramel bị ọt. À, để mình tắt lại. Tình buồn dí thì cao của DBT đến chết luôn hay gì trời. Nhưng mà DBT về nhà rồi không tha. Về đến nhà rồi không tha. Nhưng mà DBT là đánh cung. Cun đánh gì đây? Mà chưa thấy làm vắng. Cun đánh ngựa để cho tình buồn đánh cung. Nhưng mà tình buồn là đánh cung 2 luôn á. Ủa? Tình buồn cũng đánh ngựa luôn. Như vậy cả cun lẫn tình buồn đều đánh ngựa. Đó. Like đánh cung rất là ngon nha, không đánh được. À, không mà cái map này không rào được đánh ngựa, hai người đánh ngựa thì cũng không đến nỗi đâu, đi dài cũng khó chịu lắm. Đúng rồi, map Aboco đánh cung khó chịu, tàu ồn, khí gỗ quá. Ừ. Đúng rồi, rất là khó chịu nhưng mà ý là nếu mà để mít á, để mít mà nó mạnh lên là nó trả hai người là dưới sức nha, chim mới độ là trả. Như vậy bé Miu là The Rush nhà cô bé. Cô bé bây giờ là làm dâu không được nè. Như vậy cô bé chắc chắn là rất là thiếu thực, không biết có thực để mua dân không đây. Rào chấm rào màu vàng cái. Chết bàn dân bảy vàng lắm đây. Rào chấm rào nhanh. Không chấm luôn. Quay được. Thấy không chấm ta. Hay quá, chấm là chết rồi. Mà chắc chắn chết một nhân. Chết rồi. Bây giờ nó chấm nó chém luôn cái rào này là cái gì thực vàng không ra cung được luôn nè. Bây giờ cô bé mà nó đem qua đây nó cắm một cây trụ nữa thì thôi. Đuối luôn. Cô bé chuẩn bị thiếu thật kìa. Mà anh cô bé nên đi xuống dưới mà làm mấy đồn làm gỗ luôn. Cô bé làm gỗ phía dưới. Cô bé có mấy mộ gỗ phía dưới rồi kìa. Rồi xuống làm 4 con heo dưới luôn là dư thực rồi đó. Ồ, làm sao thấy được. Thiếu vàng rồi. Cứ bằng 3 dân đầu vàng là không đủ ra cung. Nhưng mà Killer vẫn chưa thiết kế dân đi ra phía sau làm gỗ nghe. Killer vẫn cho dân làm gỗ phía trước rất nhiều. Cái bãi gỗ này Killer đánh cái gì đây? Killer up 3 rồi, chắc là đánh chim 3 thôi. Đúng rồi, up 3 đánh chim 3 rồi. Phải nên ra thêm chọt chứ không để là scout nó qua là coi như là đó. Không ra chim nổi luôn á. 4 người xe nó qua nè. Nó qua nè, nó qua rồi chứ đừng nói là đó trong bể nó buồn đây có chọn rồi có chọn rồi tình buồn bốn sẽ cao một con chọn không ăn thua đâu. Kiều Lê cũng đang ra thêm một con chọn nữa. Như vậy thì cô bé là chắc toàn rồi đó. À, cô bé lại toàn rồi còn tiếp rồi. Bây giờ bé Miu nó ra thêm 5 con lao nữa thì coi như là khóa cô bé luôn. Tôi đồ hàng nãy khóa kèo được kìa. 5 con lao khóa kèo này kìa. Nó khóa kèo rồi. Ủa tôi đầu hàng nãy thì mình không thấy scout à. Đang có một con scout đó. Đang có một con scout đây thôi à. Thì tiết kiệm bé toan rồi. Ngựa để lên 3 đó anh. Nhưng mà có lên được không với đồng đội chết thì mình lên 3 nó không còn ý nghĩa nữa. Tôi bé này là quá. Hai con scout đó. Bây giờ mà tôi đầu hàng đưa trao ra thì cũng không làm được gì hết cho đó. Có thêm thằng Miu mang qua đây thêm mấy con Scott nữa. Giữ ngựa đi. Như vậy tôi đầu hàng đem. Ủa tôi đầu hàng đánh vậy là chết rồi. Vấp tim rồi. Xong rồi. Tôi đầu hàng đưa trao qua không làm được gì hết.
Tiếng kêu rồi chứ không làm được. Em yêu, đánh khó chịu kinh ấy. Hình như là cô bé lâu nay cũng ít đánh đúng không? Cho nên chắc có lẽ hơi cứng cứng tay. Đúng rồi. Cung cũng cô bé ăn đánh hài lắm đây chứ. Ờ, đánh hài chứ. Mà lâu đi không đánh. Cung cũng chưa có tầm, xa nữa. Lâu đi đi bắn dâm chứ không bắn chim nữa. Bắn sẽ cao đập, lao đi. Quay view ra đây với anh. Em hai view rồi anh cứ đè. Anh giết là một nút nhạc thôi. Em. Ai giết ai? Ai mà nói ai giết ai? Ai giết ai vậy? Minh lùi chấp em hai view. Chấp em hai view. Giờ em có tự tin em giết không? Trời em vớt. Ông tôi đồ hàng là nãy giờ ông đem ngựa đi đâu á? Không vẫn cấm. Chạy về thêm ba con nè. Cũng cấm ngựa đó. À, tôi đồ hàng giờ vẫn còn 5 con ngựa nè, ổn rồi nè, 6 con ngựa rồi nè. Nhưng mà bây giờ tôi đồ hàng phải đi qua nhà bé Miu, phải giết là được 4-5 view thì nó mới có thể cân bằng được. Chứ bây giờ là Tuấn nó đang rất là bị thọc rồi. Ở đây đi. Cô của bé Miu nó tốt quá rồi. Bây giờ có giết 2-3 view cũng không thành vấn đề nữa. Đây nè, dân này cái đó. Đang quá, Móc, đóng dân nè. Anh Killer FC bây giờ có 21 bóp, 21 view rồi đánh gì nổi nữa. Sao đấy đâu mà ra chim được trời. Chết rồi. Killer là ủa chứ cái đội làm gỗ ở đây đi đâu hết trơn rồi. À đi ra phía sau thì 6 sao? Ra phía sau rồi sao TC 6 chết 6 thì sao đẻ view kỳ ta. Chậm ta. Killer FC còn chưa đông gian lấy nữa dân, lấy dân đập gỗ luôn. Khởi nghĩa luôn, lấy dân khởi nghĩa luôn. Ủa bé Miu mà làm sao là chết 11 hả? Chết lao anh, lao chết nhiều. Lao 5 con. Nó bị, nãy bị chết nhiều mà. 5 con lao. Với 3 con. Bàn chém với là con scout nữa là 9 chứ đúng không? Đúng chắc rồi. Là như vậy mới chết 2 dân thôi. Ủa mà sao điểm bên kia đè dữ ta? Vậy mà điểm bên kia vẫn đang đè kìa. Ờ, điểm bên kia vẫn đang đè. DVT đang bơm, DVT đang bơm nữa. DVT, cung của DVT đi đâu rồi hả? Cung DVT ở đây, vẫn ở đây. Đang thủ ở nhà. DVT không biết là không biết. Ủa là mà... DVT có biết là hai người đánh ngựa luôn không ta? Không biết. Ủa mà sao ấy tôi hai bây giờ vẫn còn đang ngựa ra. Sao ấy nó đem về tôi đồ hàng up rồi. Học BMU chứ. Tôi đồ hàng up trước thằng Liêu đó. Tôi đồ hàng nó ra rất nhiều ngựa nghe. À, quá trời ngựa. 8 con sờ cao này, giờ nó quấn xong nó quay hát nó quấn luôn nè. Qua rồi nè, đang qua nên vào thẳng SH luôn. Bây giờ thẳng SH luôn, đập SH luôn. À, mưa còn cái lỗ, kìa. Sao dễ chết. Đọc ra chặn, ừ đó, một con. Từ từ thôi. Ôi, từ từ, ừ. Chết hai con lắng xẹt. Chết hai con sẽ cao. Bé Miu đem đội công vua là bắt luôn á. Như vậy ấy sáu là tốn một cây trụ rồi. Chắc chắn là phải lên trụ rồi. Cung của cô bé là chưa có tầm xa, chưa có gì hết á. Cung cô bé chỉ là mấy con cung đi dạo dạo. Ghẻ thôi. À, cung ghẻ, rất là ghẻ luôn. Quá ghẻ luôn. Chưa có tầm xa, chưa đẳng cấp. Mấy dâu được 2 chân nữa, hốt được một chân nữa. Ủa anh cô bé là tập trung để úp trước. Rồi bắt đầu rồi. Bắt đầu cung đem lên ngựa ra. Chắc chắn là phải chết. Chết không? Không biết bên nào chết. Không chết được. Không chết được. Trời chạy đi. Đi ra ngoài còn một cái trò cũ sao được. Đi ra ngoài đi. Rồi đi ra lại đi, ra lại qua nhà bé Miu lại đi. Rồi bắt cái đầu cung này luôn. Ủa tôi đầu hàng đánh khá đấy. Chạy đi. Rồi không chạy thì là chết. Bây giờ nên qua nhà tôi đầu hàng đi. Rồi bây giờ cung nhà Tây bây giờ rất là dễ bị bay. Cun bây giờ là đã lên up lên 3 rồi. Bây giờ hiện tại đang có 6 voi rồi. 6 voi nhưng mà như vậy là nếu 3 con scout. Nếu mà Killer không ra môn hỗ trợ cho Tây nữa thì nhà Tây sẽ đập bay rất nhanh luôn. Trời ơi, trên hết đạo cung rồi, phí quá. Mất nguyên đạo cung gần lên 3 nữa chứ. Chắc chắn này là phải chết rồi, không chạy đâu cho thoát hết rồi. Nhưng mà cái sai lầm này. Khi mình đang up mà gần xong thì lo rút cung về. Đúng rồi. Như là bây giờ mới được team mới một giáp đánh không nổi, đánh không lại cao nữa mà. Ngủ đi không?
Rồi giờ bên kia ra voi liên tục là ủi là nát nhà thôi. Bây giờ phải môn, môn phải là hai nhà môn, như vậy nhà môn xây ở đây cũng phải tất cả. Xây nhà môn ở đó là nát đục luôn chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi, nhà môn bây giờ xây phía trong. Xây phải xây hai nhà môn đấy mới trị được cái bài voi này. Và killer cũng phải ra 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 môn hỗ trợ. Đúng rồi, tại vì có ngựa có voi nữa. Bây giờ không ra môn không kịp nữa rồi. Bên cánh này thì cô bé cũng đang thất thế. Đóng gấp đôi để đó đó. Rồi cô bé up 3 xăm rồi. Ngựa của người của tao đưa hàng là có hai giáp. Hàng hai giáp rồi. Hai giáp rồi. Hai giáp chặt được. Rồi. Chặt được, chặt được, chặt được. Bác hãy đảo đi. Bác hết cung. Không bắt hết cung là thua đó. Bác hết rồi. Bác chắc chắn là bác chạy lên trời. Bắt được rồi mà còn scout nữa mà chắc chắn bắt được rồi. Cô bé phải up lên. Tao đang bập lẹ lên, chặn đầu. Đúng đầu lên mới bắt được cung. Trời, nhưng mà thằng Điêu đang kéo qua kìa, có khả năng là bắt lại đầu cung này. Trời ơi, để nó chạy được 10 con cung luôn. Nhưng mà killer thì hiện tại đang bom máy TC ở đây. 4 TC, killer hiện tại là 4 TC. Nhưng mà bắt buộc phải ra môn nghe. Ra môn để hỗ trợ cho Tây chứ còn không là con nhà. Đánh cuốn mà bưng danh là DBT. Ừ, nói chung là thủ được rồi, thủ được rồi. Có một con bông là đã hù được chạy credit rồi. Anh Kun là dắt voi về nhà rồi. Kun già sợ cháy nhá. Dắt địch về nhà. Dắt địch về nhà luôn. Gặp em là em ủi tới luôn á. Đúng rồi, tài tí luôn. Cô bé không con mừng này thì làm gì đâu. Cô bé bây giờ hiện tại là bán chim bánh gì lạ ta, bán chim công ca. Để ngựa tôi đồ hàng chết trơn. Hơi lì đó, có được có mấy con cung á, hai con ngựa đó mà chơi công ca luôn. Đâu ngựa nhiều lắm, ngựa nó đang chạy về kìa, ngựa nó nhiều lắm. Bây giờ nên ra lạc đà không ra ngựa nữa. Bây giờ thằng Điêu ra lạc đà thì coi như là khóa kèo bên cánh này luôn. Đúng rồi. Cung ít hơn. Tại vì lúc nãy không bắt được 10 con cung. Để cho nó bắt 10 con cung á. Đó phải lấy ngựa chạy trước chặn đầu. Rồi, mắt hết mấy con rồi, cô bé chết luôn bằng giảm này luôn. Luôn à. Này, này thì hổ báo nè, này thì hổ báo đi công ca nè. đánh chạy về thì qua trở lại vui nha. Cái tội đó là tội hổ báo đó. Nhưng mà đội bên này, đội hình bên cánh này thì có vẻ là hấp dẫn đúng không? Đúng rồi. Nói chung là công qua công lại liên tục. Nhưng mà nói về... Bây giờ tình buồn qua nữa nè, tình buồn qua là dọn luôn cô bé luôn nè. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Ngựa đang cắm qua nè. Mà ngựa đó chưa có gì hết trơn á. Ô, đi về lại, ờ lại qua lại. Killer nằm mít, cầm Athet bây giờ bóp của Killer là 61. Còn view bây giờ hiện tại là sao? View tình buồn là 68 nè. Còn view của Killer thì chỉ mới có 50 thôi. Nhưng mà tình buồn hơn, tình buồn 70 rồi. Tình buồn hơn Killer đến 20 view lận. Đó một khoảng cách quá xa. Rồi, tình buồn qua nữa là thua rồi. Toàn nhà con bé rồi. 3 hiếp 1. Hiếp này về là cô bé bắn chim để sống luôn thiệt á. Mình thấy team gò vấp phối hợp không được tốt đúng không? Đúng rồi. Không biết rồi. Có test voice không biết. Có nha, có chứ nãy giờ không thấy ấy là hiệu rồi. Ờ chắc có đúng không, mà phối hợp không tốt. Tình buồn là chuyên môn là qua là hiếp dâm tập thể rồi. CVU thì rất là ổn nhưng mà nói chung là combo không tốt thì thua thôi. Killer là dẫn tiếp mấy dân đi đâu đây hả? Killer đang dẫn mấy dân đi đâu đây? Đóng cái xô. Hả? Đóng cái xô à? Đóng cái xô làm gì? Dẫn dân đi đóng cái xô. Rồi, DVT bị bắt bầy cung rồi, ngay bên nhà lão quân á. Đóng cái xô chiếm cái hồ. Rồi bắt đầu cung. Bắt đầu cung nữa rồi. Rồi như vậy 6 thằng dân một killer đi chắc là chết luôn. 6 thằng dân này không thể đóng cái xô được. 6 thằng dân này dẫn đi đâu đây? Killer định làm cái gì ta? Đóng cái xô chiếm cái hồ. Đó 1.200 đá rồi. Đã làm cá đúng không? 12.000 đá rồi. Kìa đóng cái xô kìa. Đóng cái xô mà này. Bây giờ lính không có để hỗ trợ. Mà bên này thì lính quá nhiều thì đóng cái xô có tác dụng gì đâu. Không cũng vậy thôi. Killer rất là hổ báo luôn đó. Làm gì được chứ, cắm cái này đâu có làm gì được đâu. Không làm được cái gì, cắm cho vui.
Bây giờ killer á, mà nếu mà đánh bây giờ đừng ra team để quýnh chọc không thôi. Để bên bởi vì bên bên này không có kinh tế để ra chim luôn, còn không có kinh tế ra chọt luôn. Bây giờ không có ai được cái gì hết trơn á. Bây giờ người ta quá nhiều rồi. Meta được cái đội cung, meta được đội cung. Được kêu lên chứ còn mà nói trong team PvP vậy có một cách thôi, chán gì. Giờ lấy cái nút phím F10 á rồi bấm hai lần. Thì kia là Killer làm rụng, làm rụng quá ít đúng không? Sai 4 TC mà chung là dây dăng, dăng ra không đều. Hình như là bên kia là Thành ẹt ra phát cho tôi cô bé bắn chim một tờ báo. Một cô bé bắn chim đang đọc báo anh em. Đi đêm, đi đêm. Bây giờ chỉ bên cánh này là chỉ cái tôi đầu hàng. Hay quá, bắt đầu cung. Tôi đầu hàng mới bắt được đầu cung của bé Miu rồi. Bé Miu rồi. Đi đội cung với Miu luôn. Chết sạch luôn. Trình buồn đi, bỏ đồng đội chạy trước. Chết luôn đội ngựa của thằng anh hát luôn. Hay quá. Cái lỗi này là lỗi do Trình buồn nè. Tức là đi chạy trước, bỏ đồng đội. Đúng rồi. Bây giờ bày ngựa của tôi đồ hàng quýnh luôn bày ngựa của Trình buồn. Vai theo bác luôn, tôi đồ hàng vai theo bác đội ngựa. Ngựa Việt Nam chạy chậm. Có mấy con lạc đà nữa nè, đang có mấy con lạc đà nữa nè. Vai theo bác luôn, ngựa Việt Nam chạy chậm á, mình cứ vai theo là chắc chắn là kịp á. Bên kia thì Tị đang cố gắng những phát cuối cùng trước nguyên một đàn voi dữ. Voi này là quá dữ luôn anh em. Voi mà lai nó rẻ. Hai mông, hai mông ra vùng. Killer xây nhà chính rất nhiều nhưng mà mua dân thì mua dân ở nhà chính giữa luôn. Đúng là mua dân nhà chính đó. Killer có 4 nhà chính mà chỉ có mua dân ở nhà chính giữa thôi. Mua rất nhiều. Tại vì Killer xây những cái nhà chính ở những cái chỗ mà không thể nào chạy trụ được này. Tức là Killer là mua dân nhà chính là chính xác luôn đó. Là nhà này ở chính giữa này. Chỉ mua một nhà này thôi. Đúng không? Cô bé thì bây giờ nát rồi. Không còn gì để cố gắng nữa. DVT bây giờ cũng đang trông chờ vào đạo cung. Mà đợi voi thần nó lên là coi như thua luôn rồi đó. Đang chuẩn bị lên voi thần. Lên voi thần là nó hút lạnh đúng không? Lên elite voi rồi là out thôi chứ đánh chỉ nổi nữa. Mà lai rồi. Phải giết hết voi, cứ để lên voi thần là đánh được. Thua thì Tị cũng lên được cung Alabeth rồi kìa. Tị sẽ hù lại được một. Ủa, giết cũng gần, cũng được nhiều voi rồi nè. Như vậy Tị, cánh này là Tị đang thắng thế đúng không? Cun... Cánh này phải thắng mà lâu thật được. Cô bé bắn chim kêu chưa cứu rồi kìa. Bây giờ cũng cứu được nữa, di dân thôi chứ cứu gì bây giờ cứu nữa. Cái thế này sao cứu được. Thế này thì có Paladin nó qua nó cứu mới được chứ, cái gì cứu được. Tao đầu hàng là bây giờ mới bắt đầu up 4. Thằng Điêu cũng bắt đầu up 4 luôn. Như vậy tao đồ hàng và thằng Tiêu rồi. Hát nó đóng cái castle nó lấy hết vàng thôi đánh gì nữa. Map của cô bé là phía sau này không có vàng luôn nha. Map của cô bé là phía sau này rất là nghèo, nghèo nàn luôn. Chỉ có 7 vàng, có 2 7 vàng phía trước mà bây giờ thằng Tiêu nó đã chiếm giữ hết rồi. Chị Lê đóng 3 castle luôn. Đóng 3 castle luôn à. Chị Lê đóng 3 castle luôn. Nếu Killer mà ra dân đều á thì nãy giờ là mạnh lắm nha. Nhưng mà vì ra dân không đều, một nhà ra rất là nhiều dân, một nhà thì không ra dân. Ra dân ở nhà chính. Nhưng mà ra dân ở nhà chính á. Bây giờ Killer đã lấy cái TC thứ 5 mà anh vẫn dân anh và rất là ít. Dân bây giờ hiện tại chỉ có 89 thôi. À 90 thôi. Nhưng mà lính thì không có luôn. Kinh tế không có luôn để ra lính. Dân 90 mà bóp thì 93, như vậy chỉ có 3 lính, 3 chim. Nãy giờ cô bé kêu cứu mà không ai cứu, tôi đồ hàng để lính đâu không cứu kìa. Không có thế này, cô bé mắc cũng phải di dân thôi. Bởi vì nó lên cung 4 rồi thì ngựa đời 3 này nó bắn bể đầu. Không, nguyên danh bây giờ không được nữa rồi. Trễ rồi. Ủa người tranh đi có máu mà sao tôi đều hàng không nâng ra? Có máu mà. Có máu. Trăm máu à. Trăm máu. Chưa nâng máu. Chưa nâng máu á. Chưa nâng máu. Nâng máu là lên đường 120. Nhưng mà tôi đều hàng đang dẫn bài ngựa này qua thẳng nhà thằng. Ừ, ông Tì ông đóng cái sổ được 99% rồi cuối cùng bị phát hiện. Lên rồi, lên rồi.
không lên được, không lên được. Cách sâu quá. Sắp hai dân qua đánh lại kìa, sắp hai dân qua đóng lại nè. Hai dân thì không thể lên được. Lên mình cũng không không làm gì được hết trơn. Lên mình voi hút cũng sạch. Cố gắng xài. Đập kìa. Cái này không lên được chín nữa. À, lên được rồi, lên được rồi. Rồi, như vậy có bài cung này hỗ trợ. Chắc là giữ được cách sổ này. Giữ được, giữ được. Killer, thật được mình nữa. Killer hiện tại là up 4 được 50%. Như vậy tao đầu hàng đang xả ngựa và là đặt lạc đà vào nhà thằng Điêu. Ừ hay nè, con này hay nè. Vô nhà Ray luôn, đứng đó chặt nhà làm đúng gì? Rồi. Pha đúng hợp lý rồi đó. Phải Ray dân. Như vậy Killer biết cho ra vô rồi mà nhưng mà vẫn thọt, con này còn thọt đấy. Killer thì nhà về công trình nhà cửa thì rất là nhiều nhưng mà số lượng lính chỉ có 10 lính thôi. Kinh tế không có luôn. Anh Kun là di dân rồi nghe. Đúng rồi. Mà đánh voi mà không có kinh tế là mày chứ nha. Đánh voi nhưng mà bên Kun là may mắn, bên này là của Kun tại có được tại Trung Quốc nhà chính anh Kun này nè. Anh ba nói đúng rồi. Đánh voi là không có cô mà để mà đánh đâu. Gia đình một chút là coi như không công bình người ta là cô. Kì đi. Nói chung là cái game này chỉ còn hy vọng vào tôi đầu hàng thôi, đúng không? Đúng. Tôi đầu hàng mà gồng được cánh nhà này. Luôn được kìa. Gồng được cánh này thì không. Như vậy nhà Kun cũng bay nhà và cô bé thì bay từ sớm rồi. Nếu mà Kun bay nhà ấy thác bay nữa. Nhà ấy thác cũng bay. Như vậy cái đang lật điểm rồi. Còn đánh được, game này còn đánh được. Không cần phải chặt nhà, tôi đầu hàng bây giờ đi ray dâm đi. Đi ray dâm. Ba rủ nó nữa. Đi ra dân. Anh em để ý là Killer cũng lên được một đội chim khá là đông rồi nghe. Đội chim đây, đúng rồi. Bắt đầu đội chim của Killer đi là đi lên. Bây giờ lấy đội chim này đi ra dân thôi. Đông bưu biển vàng, đúng rồi, chim là đi ra dân thôi chứ đừng có để đi đánh tập trung. Nhưng mà cô trả lời mà không nên cứu nữa, bây giờ là không nên cứu nữa. Không cứu gì nữa. Chỉ việc ra dân thôi. Bây giờ là đánh thẳng vào nhà tên bưu nè. Ừ, cô bé đã lao đến kìa, cô bé đã lao hay nè. Cô bé mới được Killer Selin. Cô bé ra hay đấy. Bây giờ là Killer nên ra dân. Ra dân thẳng của nhà tình buồn. Nếu mà đọc hết bài team thì đi đánh với mấy con voi này hơi phí nè. Đúng rồi. Bài team là gần 20 con của Killer là vô đây tết vì mấy con voi này. Đúng rồi, con buồn luôn, đánh thẳng nhà con buồn luôn. Để thẳng vô trong nhà mít là coi như thắng rồi. Đánh thẳng qua nhà tôi mưa thôi chứ đánh ở ngoài làm gì. Như vậy cánh này hiện tại là tôi đội hàng đang một mình là căn 2 đó. Nãy giờ đó, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ voi nó có hút lan rồi, bao nhiêu cung đó chịu cho nổi với nó. Tôi đội hàng đánh 2 ghê chứ. Game hồi nãy tôi đội hàng quýt cũng hay đó. Nhưng mà điểm bây giờ bật lại rồi. Bây giờ hiện tại là Killer nó bắt buộc phải đi ray dân của tình buồn với lại của Kun. Là khi đó là cánh này thắng thế. Đúng rồi. Killer kẹp ở dân. Như vậy là bé Mew đang đem một đạo súng vô thẳng nhà Killer. Đang đứng ở đây. Dân của Killer. Killer chưa phát hiện. Chưa, chết cũng 20 dân rồi mà chưa phát hiện à. Cô bé phải đi. Nào mình xuống hết đi. Dân thì kẹp. Chưa phát hiện nhà mình bị bắn luôn. Đồng đội đang ít nhiệt tình luôn. Rồi anh ta phát hiện rồi. Mấy anh chim này mít đi, mít chim đi. Mấy anh chim chặt rụng. Mấy anh chim Killer đang ở nhà tình buồn mà chặt rụng không à. Giết dân. Giết dân chứ chặt rụng. Mấy súng này chỉ cần cho 3-4 ngựa là nó dọn này. 3-4 ngựa của tao đồ hàng đem qua đây là dọn. Mấy súng này rất là dễ dàng. Rồi. Gà Killer để chim chết tùm lum. Chỉ việc đi ra dân thôi. Rồi. Ủa, đánh nhanh hát mạnh hát thọt luôn này nè. Thọt, chưa ra ngựa được nữa nè. Như vậy là bây giờ Tây tiến đang tiến thẳng vô nhà của tình buồn. À đúng rồi, anh Killer phải đánh vậy nè. Phải đi ra chim tùm lum vậy á, mới đúng rồi. Mới thắng được. Nhưng mà cánh này thì tao đồ hàng nãy giờ gồng như thế này là quá tốt rồi, đúng không? Đúng rồi. Anh Tuấn phải ra thêm nhiều lao nữa, ra bắt lao đi. Như vậy Tuấn bắt lao là thủ được. Tuấn cái thế trận này là Tuấn lại tiếp tục di dân hiệp 2 rồi. Như vậy hiệp 1 là hiệp 1 là di dân rồi.
Ra lao nhiều lên là coi như win cái bên này. Bên này tốt thì đâu sợ đâu. Đúng rồi. Lao quất trả súng ở cung luôn. Nói chung là sao mà Kula không cho dân đi đầu ăn vàng đi mình ăn đá luôn. À như vậy mà anh em nhìn bóp này, bóp của bên team của ấy thác là bóp bây giờ rất thấp nghe. Bên Miu 93 này, Kun 75 này, thằng Điêu là 98 và tình buồn cao nhất là chỉ có 120. Là win đó. Đúng rồi. Bây giờ đem team đại đội tình buồn là win đó. Tại Yến có cái đầu cung bự chà bá mà không biết đi đánh ai luôn rồi đi lòng vòng quá. Vòng vòng. Cái đầu cung nó đang đứng giữa nhà SH với lại tình buồn. Nhà SH chứ không nên đánh nhà tình buồn, tại vì tình buồn đánh quân Việt Nam rồi. Bây giờ tôi đồ hàng nãy giờ là hết kinh tế rồi. Tại chỉ xin đánh thôi. Rất là nhiều vàng. Xin thiếu thiệt thôi. Anh tình buồn có đầu cung, có đầu cung Việt Nam mà bị bắt rồi. Bắt hết cung đó là tình buồn rồi giờ đó. Một đống tài nguyên nằm đây. Thôi nhưng bắt không được đúng. Có mấy con voi là coi như là ăn ngược lại liền. Rồi bây giờ thế trận bây giờ nó quyết định ở bên cánh này. Nếu Tây với Killer đánh hay thì trận này sẽ win. Sau đầu hàng thì gồng nãy giờ nãy đủ rồi. Đưa team vào. Trời ơi, cung Việt Nam mà đã bắn rồi kìa. Ở thêm một đạo voi nữa. Chắc chắn là đạo cung đó phải chết rồi. Như vậy Tây chạy thoát rồi cung. Anh Killer giờ không có vàng, không có thịt đồ để mà ra xả chim nữa rồi. Killer nghèo ghê vậy hả? À, thịt bây giờ chỉ còn có 90 thôi, 90 thịt thôi. Do khi mày hỏi xin đồng đội trải ruộng ít quá. Kun thì bây giờ chắc cũng rất là nghèo. Kun 80 nhưng mà nhưng bây giờ thế rằng rồi như vậy là bên team của Gò Vấp bắt đầu chạy chợ. Bên này chạy chợ chưa? Ở bên này cũng đang xây chợ. Hai anh làm rất là căng nha, xây chợ cùng lúc luôn. Nãy bật ngược ăn được 65% rồi, nhưng bây giờ bị lật lại kèo rồi. Cô bé là không biết tình hình kinh tế của cô bé thế nào, có lên bốn được không? Cô bé thì chưa lên bốn được luôn. Chưa đâu. Cô bé thì rất là nghèo. Cô bé đang hiện tại là vừa đánh vừa đọc báo. Thằng này đã nhưng mà trận này ra lấy báo cho cô bé đọc rồi. Nhưng mà lính cánh bên này hết rồi nè, lính cánh bên này súng với cung bị giết hết rồi, đâu có đâu. Là giết hết. Tao giết hết. Nhưng cái quan trọng là bên kia sẽ chắc chắn là không có vô combo nổi voi với lại là cung Việt Nam đâu. Quá trâu. Nói chung là team Atex đã 9 cộng 8 nhưng mà số lượng chim nó ít quá. Đúng rồi. Số lượng chim ít quá, như vậy bây giờ Killer phải nên ra cả chim lẫn chọt kia. Còn chim không thì đúng rồi, đang vừa ra chim vừa ra chọt đó. Cũng không có đủ kinh tế. Cũng không có đủ kinh tế để ra đâu. Có combo như này thì chịu không nổi đâu. Ở bên phía nhà anh Tị phải còn mấy vàng. Anh Tị phải sling. Sling thịt đi anh Tị, full bóp là phải sling thịt cho anh Killer đi để anh. Đúng rồi, tại còn rất là nhiều thịt nè. Mà sao không sling nha? Tại còn rất là nhiều thịt. Không có hỏi đồng đội. Rồi, vừa sling. Có nghe mình nhắc. Tị chắc đang nghe mình nhắc đấy. Nhưng mà sling cho tôi đồ hàng. Ê, sling tôi đồ hàng à? Lui, giữ đầu cung. Đầu cung nó mất là coi như là bay luôn ha, nhà của hai người luôn đấy. Đúng rồi. Cùng quay cung, anh cung bên này tới 2k vàng luôn kìa. Mà có 200 thịt à. Như vậy cô bé vẫn đang rất là nhiệt tình đánh bằng lao thôi. Anh chỉ có lao không thôi. Anh có gì khác ngoài lao. Anh muốn cho chị hai. Nguyên đầu cung này bắn 2 cái chết. Con voi cũng giữ hết chứ. Ồ, mà bên kia có Argentina lao rẻ mà lại còn có Việt Nam lao cuối chứ. Lao 4. Bỏ kìa. Giờ nợ cung Việt Nam mà nó bắn lui, thôi. Lui. Thế thằng này phải lui. Đấu cung thì không thể đấu cung lại với cung Việt Nam rồi. Việt Nam nó bắn cho trái đít luôn.
Nhưng mà bữa trước mà cái công Việt Nam này mình nằm mít cho mình đánh công Việt Nam này luôn là nó tù ghê lắm. Khi công Việt Nam là khi mình thắng thế mình đánh thì được. Chứ còn nằm mít mà đánh công Việt Nam ra chậm mà hắn mà gặp ngựa thì hắn cũng sợ ngựa nè. Mà hắn gặp tạc thì thôi tạc hắn cái là hắn bay luôn. Cái cung cung trong nhà A của Việt Nam á thì máu nhiều mà nó tạc thì nó cũng đỡ hơn, chứ cái cung này mà tạc gặp tạc là tạc phát là bay liền. Bạn ơi lại cung đi nhé. Như vậy đang xây chợ và bên team Gò Vấp bắt đầu chạy chợ rồi, còn bên này xây chợ nhưng mà hình như chưa ai chạy chợ vậy. Thôi không là được rồi, có tôi đơn hàng chạy chợ thôi được 6 chạy rồi. Kia bé mưu được 3 con. Thì nhưng mà bây giờ cái chỗ này cách xô đã bay hết rồi này. Thua rồi. Thua thế rồi. Thua rồi. Pháp kia lên lại đều hết rồi, trăm trăm à. Rồi bên đây là... Tiếc. Trăm mấy hết rồi. Bây giờ chỉ có DVT full box thôi đúng không? Nè, đúng rồi anh tị, mỗi đình tị full. 148 box. Lại tiếp là combo giữa tỷ với lại là bên Killer. Bắt được cái đạo cung của ông tình buồn này ngon nè. Chết cũng được nửa đạo ấy chứ. Tôi đồ hàng đi ngựa hay nè. À, ngựa tôi đồ hàng với lại chim phối hợp bắt gần được. Không được nữa. Nhưng mà thằng này tôi đồ hàng đánh thế tốt quá rồi. Đúng rồi. Cũng như anh đồ giang bánh này. Như vậy cô bé đem tiếp đầu lao qua đây để bắt lại cung, nhưng mà cung cũng chạy mất ép rồi, không cần bắt nữa. Như vậy cánh bên này tương đối ổn định rồi. Quân đã phát triển lại kinh tế ở nhà của mình, dọn dẹp xong cái máy cắt sồi rồi. Ba sồi. Còn bên cánh này thì lại thông rồi. Rồi bây giờ Killer phải đem team qua đây, để dọn dẹp mấy cái đội cung này. Thôi bé mèo dựng đánh lao nữa là thôi. Đem chim qua đây. Đem chim qua đây đổ ngược lại. Tết bây giờ chuyển qua quánh cục đá rồi. Cục đá này khó chịu vô cùng. Tại thời trường ngoài em đá can đông súng. Cục đá này chỉ có ram mới chạy mới chịu thôi. Chứ còn cẩu thì cũng tốn thời gian lắm. Giờ Pemil rồi Sling đá cho anh nhé. Thôi rồi. Nguyên một đạo voi dế, một đạo cung. Killer ra chọc đi chứ. Đang chim chọc đang đứng yếu hết trơn vậy. Thua. SH nó đem ngựa qua nó quất ngay dưới góc bản đồ. Đúng rồi. Chù, sao ăn dần bật đấu một lần. Ăn hết chống dần của Killer. Điểm bây giờ là lệch nhau 1.500 điểm rồi. Hơn 1.500 rồi. Giờ gờ rồi, tiền cũng mất đạo cung rồi, đâu có làm gì nữa đâu. Quay nó ủi gốc á. Gờ gờ. Hàng đã gờ gờ rồi. Và cuối cùng cô bé đã... cô bé vẫn ổn định là đời 3. Nên là nghèo bền vững nè. Nghèo từ đầu trận hết trơn luôn á. Rồi cô bé kinh tế. Ủa cô bé kinh tế nhiều, rất nhiều nghe. À đang ấp 4. À, cô bé đang ấp 4. Tôi đồ hàng là chắc GG nhưng mà chắc anh em cũng động viên ở lại đó. Cô bé kêu chờ anh ấp 4 xong rồi GG. Như vậy Tây là Sling luôn cho cô bé. Sling để làm cái gì vậy? Sling để lên body nha. Cô bé bây giờ là vàng là 3.800, thịt là 3.000. Gỗ là quá nhiều luôn. Rồi, cô bé đã lên đời được rồi. Lên đời xong chết cũng được. Chết được rồi, để anh em coi stream là thấy cô bé vẫn lên đời chứ chưa chết. Đúng không? Cô bé bán dâm mà trúng dịch Covid không có khách thì thôi. Bên cánh này thì bay rồi, như vậy chạy chợ không được nè. Còn bên kia thì chạy chợ vô tư, nãy giờ đâu có ai đụng đến đâu. Chim bây giờ không có đi ra dân nữa thì thôi. Thôi thua thằng à. Nhưng mà tao đồ hàng là GG tiếp kêu anh lên 4 rồi thì em GG nghe. Thôi
Cô bé bây giờ là bóp chỉ có 55 nhưng mà tiền thì vô cùng nhiều, rất là nhiều luôn. Chết trong đống vàng. Cái thế trận lúc nãy á, cái đoạn mà đầu đề 4 mà nếu killer mà bơm dăng đều thì cái thế trận nó khác nha, đúng không? Đúng rồi. Và Ates đi ra dăng có thế trận khác hẳn luôn đấy. Lúc nãy tôi là đầu đội 4 đánh rất là hay, dọn dọn bên này sạch sẽ luôn mà. Một mình cân 2. Cân 2 đó. Và khá tiếc ngay chỗ khúc combo của Tỳ với là Killer. Happy Killer đã ra. Ok. 2-0. Vô nãy cô bé, anh em đang xử lý hết cho cô bé để hy vọng anh lên được 3 đi. Lên được con đinh rồi gờ cũng được phải không? À đúng rồi, đúng rồi. Như vậy tiền của cô bé này bây giờ nè, gỗ là 5.000, vàng 4.000, gỗ 5.000 thì 4.000, vàng là 3.500, đá thì 2.000 luôn. Em cảm ơn đồ luôn á. À tắt tay á, cố đi tắt tay á. Chào em. Chuẩn bị lên đinh nè, lên đinh nhất GG nè. Lên đinh đi lại nhanh đấy rồi GG đi. Đợi lên đinh xong rồi GG đó. Game này thì tôi đầu hàng với Tây đánh ổn định. Tôi đầu hàng đánh quá hay so với bình thường rồi. Đúng không? Cô bé thì bây giờ đã lên đinh nhưng mà thôi anh đồng đội đã hình như là ra ngoài. Con tị rồi, lên đi gần xong rồi. Nói chung anh mà bây giờ cô bé phải chạy qua nhà bé Mi quấn cá rồi đã, chứ chưa chết chạy ngứa chạy ngứa chưa ao luôn nè. Định chạy qua bé Mi không khó lại cô cá. Bé là bây giờ bé bây giờ đi về lấy lại mảnh đất của tổ tiên ấy đã, về giành lại mảnh đất của tổ tiên. À sao mấy bạn ngựa đang chạy đứng hình đọc vậy? Ao rồi. À ao rồi, cô bé vừa ao. Ao là ngựa đứng lại luôn. Đứng lại nhưng mà không biết có vẫn lên đinh á, vẫn lên đinh được đó. À lên đinh mà. Ờ à, à, đây nè. Yeah. Biến hình nè, cho biến hình nè. Vâng, xin chúc mừng cô bé. Rồi như vậy team mấy tháng có chiến thắng thứ nhì. Hay không? À, bây giờ TK sẽ lên thay cho Happy Killer hay là cô bé bắn dâm gì đó. À, như vậy Tây hiện tại vẫn chưa chịu thoát. Đây, GG vẫn phải làm được chữ GG nha anh em. Tây kinh tế cũng rất nhiều nghe. Như vậy lúc nãy mà Tây sling thêm cho Killer thì ngon á. Ok, chấp nhận GG của Killer luôn. Ấy thác game này đánh 2 nè. Kêu 427. Killer thì đánh ổn định lắm nè. À. Killer thì là cháy nhiều nhất. Nó ổn định. Killer là cháy đến 444 lần mà kêu là 250. Tỷ rất là lì, muốn phải viết chữ GG mới chịu. Tỷ cũng cháy rất nhiều. Tỷ cháy 300 mà giết được 150. Tỳ vẫn chưa ao à? Chưa, bên kia biết cái chữ GG thấy không? Tỳ đau bụng quá. Rồi, Tỳ ao rồi. Yes. TK đã lên rồi, nhưng mà thiếu TK lãng lên. Tử thôi. À, TK đã có mặt. Lãng tử, à lãng tử tối nay không có. Lãng tử mà giờ có lay thì cũng sai rồi. Chà, bây giờ spec cũng khá nhiều đấy hả? Biết là tử thay cho ai đây? TK thay ai đây? Nếu mà thay thì thay thằng Killer. Tình buồn hôm nay chơi 9 rưỡi chưa về à?
Thịnh buồn về nhà rồi, đi 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 ra lại mà. Về nhà xin phép vợ đã. Ngoài... Ừ, về nhà quỳ sưng đầu gối chiều tới chọc nữa. Vậy vậy đâu dám đánh ngựa đâu, chỉ dám đánh cung. Đó, thì chị anh nói mà. Đâu có dám đánh ngựa đánh cung đâu. Để vô chọc cho vui. Tình buồn là đỡ có cái nick gì đó, cái tay giống như cái tay Nhật Bản AV nữa ấy, chị đó, Kota, Koto gì đó. Cái đô Kataki gì đó. À. Đó, vô chấp tụi ba bia một ít xe đó. À. À, hôm bữa hình như mình có nghe là lên muốn solo chơi vui vẻ với Green đúng không? À, lên đâu rồi, nãy chị không nghe hả, không nghe tiếng hả? Đang đi đâu rồi? À, thoát Discord rồi. Sao rồi? Đó là bằng điện thoại chắc hết pin. Ủa, ai ghi cái chữ GG đi? À, Tây đang giảng văn sai sai cái chữ GG đó. Hồi nãy em nói đó. À, hồi nãy bản đồ lộn của mình chú ý. Bữa trước là lãng tử sai đúng không? Bao nhiêu tin Tây? Là, anh lãng tử có cuộc gọi từ Iraq về để gánh game cuối mà không ai chờ được. Hay anh em nghĩ vậy là một chút. À, bây giờ team Gò Vấp đang muốn giành một chiến thắng cho nên hiện tại đang anh em đang mời Đồng Giang lên gánh team. Gò Vấp Killer với lại cô bé đang mời Đồng Giang. Chắc cũng bây giờ phí giải pháp đồng này chắc phải 700. No. Rồi TK lên đánh trận đi. À, Gò Vấp là đánh gần hết giải chứ hả? Gò Vấp là game cuối đây. Game này game cuối luôn nè. Đúng rồi. Như vậy Gò Vấp là dễ chốt bản quá đi. Đúng không? Bị thua 2-0 rồi. Gò Vấp hình như hiện tại mới có được có mấy điểm mà? Một điểm à? Hai gì đó. Gò Vấp đánh với BS chưa? À, đánh với BS rồi. Thua 2-1, đúng không? Đúng rồi. Thua đây lần 2-1. Đúng không nè? Như vậy Gò Vấp hiện tại được 2 điểm. Team Đà Nẵng mà mình ban đầu là mình cứ nghĩ là mình giải chốt 100% luôn rồi. Còn đầu là thua sặc máu luôn. thua mà mình đòi giải nghệ mà. Như vậy đội hình vẫn không thay đổi à? Bên Gò Vấp không thay đổi được. Gò Vấp nó bận hết rồi. TK đang spec nè. Mà bây giờ tôi đồ hàng cũng bận, thằng Tị bị đau dài dài. Không đủ người. Tị đau dài dài à? Còn game cuối cùng thì đánh đại luôn cho Sam cho rồi, chứ mất kịp ra hè. Bởi vì cái game này game cuối cùng của giải rồi. Đối với cái team Gò Vấp là game cuối cùng rồi. Đó, TK nè, TK lay nè. TK lay đi em. Game cuối của giải rồi. Anh ban lên thay thế luôn. anh Tị mỗi lần mà đánh giải anh Tị hết đau đầu, đau bụng, hết chóng mặt rồi sao bắt mồ hôi chứ. Cái đó là cái tâm lý á, mình bị tâm lý á. Tâm lý à? Đúng rồi. Cái thường thường á mà anh mà hay đi phỏng vấn nhân viên cũng vậy, anh hỏi nhân viên có hai triệu chứng đó không là anh biết tâm lý thôi. Green là làm gì, xây dựng giống con luôn à? Dạ không, em làm bất động sản, bây giờ em đang phá sản luôn rồi. Thất nghiệp luôn rồi. À, bất động sản thì kết hợp với Minh đấy. Minh Lũi hả? Ờ, Minh Lũi cũng bất động sản đó. Cái gì cũng làm hết, làm nghề này cũng lâu á. Lão Cun ép người quá đáng, chờ họ xíu cũng được. Team Gò Vấp không đủ người.
chờ anh em tới đi. Anh em chờ tới đi. Ủa chứ ai không đánh được, ai không đánh được thì xuống cho TK lên tệ. TK nói nè. Mà siêu tôi đầu hàng không đánh được, với lại anh Tị là đau bụng không đánh được. Nhưng mà tôi đầu hàng vẫn đánh nè. 10:30 đi. Không cần 10:30 đâu, bên này TK nó lên đánh được mà. Đợi lẫn tử à, đợi lẫn tử biết chứ đợi thằng nào. Start the game already. Ok, thông nhất nha. À, tôi đầu hàng đánh luôn kìa. À như vậy như vậy tình bùng nghỉ. Tình bùng xuống cho Thành lên thai. Thì đợi 10:30 là bên chỗ lãng tử với lại TK lên thôi. Đấy là đợi một tiếng nữa hả? Ừ, thì anh em bên kia cũng đợi hoặc là để ngày hôm sau. Bây giờ cái game này là game cuối cùng của giải rồi, thì đánh luôn cho Sam cho rồi. Bây giờ cũng không có cạnh tranh gì nhiều. Không, trong lúc chờ đợi anh em làm trận smoke. Smoke à, anh em làm trận smoke à? Ừ, up đi đánh luôn. TK nó là up đi đánh luôn. Yes. No. Killer chắc cũng hơi mệt mỏi rồi, bây giờ đòi thứ ba không. Không đủ người à. Ủa chứ TK là bây giờ chỉ spec thôi, nó không đánh được hay sao? À tay xuống TK lên. Tay xuống rồi. Như vậy bên gò vấp là hiện tại còn cô bé. Côn ép quá, côn ép người quá. Nãy giờ ép từ trên xuống dưới rồi. Đồng đội đã nói như vậy rồi mà ép như vậy thấy nó không có vui. Ok đi, tôi chốt rồi. Alo. Sao là anh em không đánh hả? Bên thì kia anh là em nói cứ ép là 3-0 đó. Và bên này là... thì nó nói là vấn đề là lãnh tử thì chưa có về, đang về. Còn bên chỗ tôi đầu hàng thì bây giờ phải quá giờ anh em ai cũng biết đúng không? Còn bên chỗ Tỳ thì kêu đang đau bụng quá nên không đánh được. Mà bên kia cứ ép 3-0, thật sự mình thì mình cũng góp ý thôi, cái đó là quyền của hai bên. Nhưng mà cái vấn đề đó anh em đã vui vẻ, đã thống nhất với nhau chờ đợi hoặc là ngày hôm sau thôi. 3-0 là mà 3-0 là killer nói mà. Vậy giờ thì bên kia không chịu, bên này không đủ người thì phải dạy thôi. Nên cái vấn đề là ở đây là chủ yếu là anh em chơi vui vẻ thì đường nào team SH thì cũng thắng ngày hôm nay rồi, đúng không anh em? Nhưng mà thấy vậy thì nó cũng không có happy về cái game cuối cho lắm. Rồi, à có ai lên giao lưu với team team bet. Rồi, team Đà Nẵng với lại Green lên không giao lưu với team chiến thắng game đi. Mình đâu có được quyền, mình đâu có được lên đâu, mình đâu được quyền up. Sao đó? Anh up thử coi đâu được đâu, nó chặn mà. À chào lên nè. Thằng kêu lên tự đưa lên đó. À tự đưa lên. Lên, đưa lên. À quang với lại Green. Rồi, bây giờ mình múa chục qua YouTube và coi như anh em coi chóng buồn ngủ luôn. Coi chóng mặt luôn á. Chóng mặt luôn. Ủa sẽ lên đang để treo máy rồi mà. Lên cho máy rồi mà nhường hết cây cho lên.
Rồi, lên không có ở đây. Hello Neil. Neil đi. Anh ban ban hot đi anh ban. Ok ok ok. Rồi anh hốc rồi đó. Macram. Gì? Xin gì hả? KFC gì đây? Mấy đứa nói gì vậy? Giải gì KFC à? À, đang nói trong rồi anh em group up up đây qua đây Đông Dân. Ok rồi. Group là cái gì vậy? Cô nó không biết. Còn ai không hả? Còn cool kìa. Toàn bật mic chậm lấy lại nè. Nãy ồn quá tắt mic. Nhật Tân đang về. Nghe em Toàn. Alo. À, em thắt luôn mic rồi. Cool có không biết. Không thể hot nói năng gì. Rồi, múc luôn đi. Cô không múc đúng không? Còn thiếu ai ngoài? À. Hết rồi à? Lên đi, lên đi. Rồi chơi luôn hả? Mấy người đang? 8 người chưa hả? 8 người rồi. Rồi thì để cái, trong cái đội hình trong Discord này luôn hả? Quang, Green, qua số 1 luôn hả? Ok. Alo. Alo. Ai đó? Toàn à? Alo. À Toàn à. À đủ cái hết pin chờ rồi. À nó thôi. À, ông qua team kia. Bên đây có đủ 4 người rồi. Toàn chiều giọng 2k như vậy nhé, vậy đó. Toàn quấn ghê lắm đó. Dầm dàng à. Rồi Trung Quốc là mic quá ngầu rồi. Rồi cánh anh Đông Giang. Ờ tốt nè, có cung đủ tốt nè, đánh cái gì? Ông nằm cánh hay nằm mic? Nằm cánh. Nằm cánh thì cứ đánh cung bình thường thôi, có gì đâu. Ghét là đi cắm trụ luôn đi anh. Không, đâm ra không được. Dù anh không biết làm một cái gì hết chứ em. Anh cứ yên tâm đi, ở đây là có anh Ban gánh hết.
cánh đầu hả anh chị? Ủa, mình thiếu một cừu à? Mới thấy cừu đây không mất lắm. À đây đây đây, nè nó sao cả. Liếng thổ, liếng thổ, liếng thổ, liếng thổ. Nhưng mà Quang cùng cánh với anh đúng không? Quang CV gì đó Quang? Kim cát anh. Kim cát à? À Kim cát đánh cung đẹp rồi. Cung hả? Kiếm cung gì? Ông mà XX Phước mà đang mới phút thứ 6 chạy qua nhà mình rồi. Đang bị cho địa chỉ gì đó. Chắc vào nhầm nhà Quang á. Ông mới chặt chắc dễ dẫn cung qua đây đó. Tưởng nghe hết hồn đi local. Ít tài xế đó đi Quang ơi. Thành lấy kìa. Ok ok ok. Ít lại tài xế anh coi. Thảo trung sơn.
什么？粮草征收人，见识见识。Anh xe này này, chạy qua bên nha, chạy qua bên nha. Bên giao. Qua đây này, qua đây này, đang ra này, qua đây nè. Rồi đang chạy tới. Còn xe của anh đâu rồi anh Đông Giang? Đây mới quấn cháy còn xe thằng toàn cả em mà. Ít là quan ơi. Anh. Nó đang ấy rồi, nó ấy. Ít giờ nó đi anh. Nãy giờ nó quá đánh anh đâu có đi dò nó được đâu. Mà. Rồi giết anh Sà Cao rồi, giết anh Sà Cao. Không cần, lại bấy giao đi. Bấy giao này. Đây nè, nhà nó này. Quay lại đập. Quay lại à? Nhà nó đây nha anh thấy không? Rồi ok. Nó đến cùng đó. Rồi. Em còn máu mà Quang, em còn máu, chơi. Không được. Em đào rồi, về đi. Đào rồi à, nãy không nói. Được một dân của nó rồi đó. Ở đâu rồi em? Ở đây nè. À, con gà không tìm thấy cừu nữa. Thành đánh gì đây? Thành đây không? Nó đào kiến rồi. Sở Cao anh đang ở nhà Thành đó Quang nghe. Ok anh. Ở giữa nó là A Tết. Thành đánh đánh cung á. Một dân rồi. Giữa là hụt tì. Chưa về đóng chậu ra anh. Anh lúc nhà công anh đâu? Chưa đủ gỗ để xây. Ôi trời ơi, chết rồi. Vậy em đi nha. Em đánh đi, em đừng để ý đến anh. Để ý anh sao đánh được. Anh có đánh được đâu mà. Không đánh được, anh phải tập đánh chứ. Anh phải combo chung chứ anh. Đi theo em. Anh có mờ rồi Quang nghe. Nghĩ là Sở Cao nó đang quay em á. Sở Cao biết đó nhưng mà không sao em thủ được. Ra cung đi, ép cung đi, ép cung đi. Đừng có quay ra cung. Rao cái nhà đặc biệt đấy Quang ơi. BA sao sai cái hướng nó tù kinh nữa. Em mẹ già. Em đâu biết sau đây sau đâu bây giờ đó. Qua nhà Thành nhanh nhất rồi đó. Đâu, ấy là cái hướng để anh combo với anh cái hướng qua nhà Thành nói chỉ. Nhưng mà nếu mà chỉ đi ra. Anh đây nghe, có cung chưa? Rồi, em có nhiều cung rồi. Đây. Nè, em muốn này, em đi nè. Rồi, đây, anh chạy tới đó.
建筑工。Ở đây vô được nè. Rồi bán đi quân. Hướng đó đi nó không đẹp đúng không? Cái hướng này là hướng không có tài nguyên. Rồi rồi rồi, nó rào kỹ rồi, rào kỹ rồi. Chạy nó hướng rồi. Chạy nó hướng rồi đây quân ơi. Yes. Đây 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 đây. Chạy trước nghe, à, nó đang rào đó. Anh chạy qua bên đây rồi. Chỗ đó đang rào đó, rỉ anh văng qua bên ngoài đó. Anh vô trăm rồi. Anh vô trăm rồi đó. Thằng mít nó hết scout rồi. Em rỉ đi, mắt tập trung. Rồi. Anh đó phải là ưu tiên đó, nằm cánh đó, là anh Đông Giang là phải ưu tiên nâng cấp cái chợ trước nha anh. Anh đừng có sang nhà mờ. Rồi vô đây rỉ nhơi. Vô đó. Rồi cung bên kia là Thánh đang chạy về hướng kia rồi. Rồi ok. Hai cung. Em mà lên đời là em bắt cái đảo đó. Rồi lên đi quang, anh vô trong rồi, lên đi. Lên mít cung. Mít công luôn đi. Rồi thắng thế luôn rồi đó. Đó, bắt được cái đạo cung đó rồi nè. Rào kỹ vô anh ơi. À. Bắn luôn 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 công qua ơi. Không sao, chém một, anh đứng đi rồi bắn chém. Lùi anh. Lùi đi, nó đang đông hơn mà. Bây giờ em úp chưa? Rồi em vừa úp luôn. Vừa úp luôn hả? Đi với anh, vô mic luôn. Thành đừng đánh nữa. Lôi vô thổ cho đất đi. Em ra ngựa bóp nó gì. Anh đang chạy theo đó có mưa rồi. Anh có nấp đi, em qua em chơi nó giờ. Ok. Chú ý mít cung con nghe. Thành chết. Đây này, gỗ này. Lôi anh cùng vô trong nhà chứ. Rồi phía này có bãi vàng này. Để nhà Thành hai ngựa thôi.
phù, thằng này ra chọc. Thằng này ra chọc quất rồi, bắn mấy chọc cái này. Bên kia có ngựa không? Bên kia có ngựa không? Chuẩn bị qua. Quăng mít con, mít con. Bên kia có ngựa không? Anh ban qua bắt cái đạo cung này với em cái. Trời xí, anh cho ông quăng ấp 3 sao rồi anh mới đi được. Rồi anh đi đi. Rào lại anh. Ok. Rồi quăng đây, anh quăng bên kia nghe. Tình hình thì đừng có chạy vô trong nhà hề. Gom cái bắt đầu cung đó luôn á. Từ từ đừng có tới cho nó thấy nha. Ta được cung mình thấy rồi đó. Chim với cung luôn đó. Chào vô trăm, đem nhân vô trăm này. Thành là chơi bây giờ cũng vất vả lắm rồi. Anh để lại đó hai scout thôi. Hai nữa thôi. Anh ban này, lần sau rút kinh nghiệm mình nằm cánh á thì mình phải xây nhà ép để mình nâng cấp công lên trước, chứ đừng nâng cấp mờ từ từ, lúc sau anh dư anh mới lên mờ. Ơ chết nè, chết ngựa nè. Chuẩn bị nghe, anh đang dòng ngựa đó. Chạy tới đi. Chuẩn bị bắt á. Bắt này. Em đang đi sau đợi chút đi. Đây. Chết mẹ mày với anh. Thủ tài xe bắn tới ta. Em xử lý cho nó đi, anh qua với quang nè. Quang đây qua đấy bên kia luôn rồi. Đúng rồi, qua kia cứu em chút nữa. Quang ơi, lui lại công mình này, lui lại công này mít ngựa này. Quang. Đâu anh? Đội công này đang chạy này. Thôi, em đi hướng khác đi, anh nhớ ngựa lên chạy khác. Không, bắn luôn, để bắn luôn. Bắn luôn à? Chạy. Tạng kìa. Cho giữa đường gặp máy tim, giết luôn phải không? Quang, cái hướng này nè, hướng này để dăng đi. Đây nè, em phải gỗ nè. Đó, hướng đó đó. Team là chắc chắn phút 32 là phải up rồi chứ. Anh là chắc phút 50 á. Rồi, bẻ vàng là Quang này. Sát anh ạ. Đây. Để anh
ra ngựa thêm xíu nữa nè. Chưa phóng xíu. Phá cái rào luôn đi. Nè, nhà ấy vô được rồi nha. Nhà thành có gì em lên đi. Vô trong luôn Quang ơi, vô trong luôn nè. Rồi anh vô anh chờ luôn được không mới đó nghe. À con chim 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 chim, có chân chim. Mít đi mít đi. Mít không mà để chim anh lo cho. Giết luôn mày cho một mày cùng mày. Nhà thành thì thấp bét rồi. Bây giờ bỏ thành đi Quang ơi, Quang mít. Ồ, có tạc này lang thang đây. Thái quan nhiều công quá, ra tập quá trời. Trẻ lính ra anh. Anh chị lính ra anh trẻ ra đi. Yes. Đang đánh cánh này không? Anh đang đánh bên này với lại nha. Hai chỗ đánh. Đúng rồi. Con để đầu công giữ nhà thành nữa chứ. Đậu thiệt. Làm ăn không được luôn. Chim cánh kia đang chạy qua đây. Ồ, chạy dữ ghê ta. Nấp công đi con nghe, có chừng bắt công á. Mấy con ở bên nhà thằng gì đó không biết. Đứng vô góc. Kệ cho anh banh chết đi chứ, anh Giang chết đi chứ. Quang 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 công này công này. Vô góc đứng đi. Trong bên
kia chắc cũng đuối rồi. Thôi vô nhà mấy kia luôn. Thì chắc cũng tà lai rồi. Hết dân nhiều quá rồi. Bây giờ qua dọn đầu cung của toàn nữa dám vậy. Thôi để qua dọn luôn. Cung đi, con đi rỉa đi. Anh em ra giữa làm vòng nhiệt tình luôn rồi. Bên kia còn có gì đâu mà không gờ gờ hả? Còn lì lắm. Thấy nhà mua cũng con hoang hết trơn vậy mà. Con bây giờ sợ chim nữa thôi, ai chịu nổi. Hoàng bây giờ khóc là tiếng Ả Rập bây giờ. Còn bây giờ cắm trầu ở nhà luôn. Thôi, chim quang bay lung tung, mưa bay lung tung. Thank you.
bỏ chim. Bỏ chim. Bỏ chim. Bỏ không bỏ chim vô lại từ rồi chứ. À, bán đây là quan căn ba luôn nè. Đi dẫn đường cung đi vòng quanh trái đất luôn á. Một mình quan chấp hết. Thôi chị đi rồi. Anh ban đầu điểm ra. Anh là do anh chị này kinh tế nó mạnh quá. Đủ ăn cái chùa hồ toàn đi. Thành Ed giờ lên đời. Thành đoạn đầu bị thấu. Nói chung đánh mà đoạn đầu đời 2 mà bị thấu là cũng khó đánh nhiều. Đúng rồi. Em tham gia góp phần em dớt thêm khúc view nữa thôi. Ăn hôi, em đi ăn hôi. Tại nhà Mayan em vô đâu được đâu. Ba còn được mấy scot em ăn hôi được ít. Giàu ghê gớm. Khắp bản đồ rồi mà đang tôi tội nghiệp anh Đông Giang bị cấm trụ nè. Hát gà toàn lầy đi. Đông Giang cho ít tiền lên đời đi. Có đánh rồi đánh. Có vàng á. Em vàng. Cái gì cũng 3k đây nè. Lấy không? Đấy. Đợi chút đang nâng cấp. Nhưng mà khi ông lên không mấy người ở đây. Mà thôi giết dần đi bây giờ. Full bốt quá. Giết bớt đi dần. Cho chặt bớt dân hả? Của Gia Ban. Đợi em chút đang nâng cấp cho anh cho nhận nhiều nhiều cho thiếu ổn. Cho lên xong. Cho lên xong cái là anh đánh hơi bị mạnh luôn. Đó thứ 3k máy đủ xài chưa? Thằng gái chùa hồ nè. Giờ là lấy dân xây nhà không kịp luôn á. Nè. Không cho chơi game. Thành kia không cho chơi game à. Con không cho Thành lên đời 4 luôn à. Lên rồi. Lên đời 4 rồi. Mình cũng đâu có ác gì đâu. À, nó cấm chậu nè, Giang. Chậu của Tút là hơi bị ghê gớm, 8+5. Mà đang đội hình bên kia không ai chịu bao luôn à. Vẫn còn lì không? Thôi, cho tiền nè, làm vậy nhưng mà cho tiền nha ông, bây giờ nó không có tác dụng nữa. Ủa, không mua đây. À, là Japan luôn à. Ông đây vẫn còn sống à? Cố gắng. Ủa mới cho lên cái giờ lên ca máy lại liền. Bây giờ hết lính của đây nè, ông đây đi. Cái trụ đá bắn một phát là chết con ngựa ghê chứ thì. Không, anh thấy trụ 120 cộng 4 mà. Bắn phát chưa chết đâu. Con ngựa nó hết máu chứ. Đâu chết chứ, nó công 120 cộng 4 máu, con ngựa có 120 chứ mấy, không chết. Anh thấy máu ngựa không? 140 luôn, ngựa 140 cho sao 120. Ngựa chi. Con ngựa. Con ngựa tốt kìa, con ngựa tốt anh mới ấy kìa. Con ngựa tốt á, chứ không phải ngựa kia đâu. Ê lại. Thôi la cho rồi mấy ông nội đó nè, đánh gì nè trời. Rồi, stream mỗi chục là anh em buồn ngủ hết rồi, tắt stream. Quăng à, quăng chết cung nhiều à, chim thì quấn chim thì chết nhiều không ra à. Đông Giang nhận được bao nhiêu sling đây, nhận được 21k. Nặng tử về rồi nè, trễ quá rồi đúng không?
giờ lên đánh lại cho vui cũng được. Mấy ông nó cũng thôi tắt stream.